Tận thế tân thế giới chương 793, quỷ vương đảng. Họ đang cố gắng giành giật thức ăn, chuyện như thế này xảy ra hàng ngày trong khu vực an toàn, nghe nói có lúc còn có người chết, nhưng bây giờ nó không phải là vấn đề lớn, chỉ cần cần không phải là một cuộc bạo loạn quy mô lớn thì bên trên sẽ không quan tâm, đống lộn xộn của riêng họ thì tự mà đi dọn dẹp. Vương Triều nói vào lúc này. Cuối cùng, cũng có người đến dọn dẹp đống lộn xộn một vài hán tử thân thể cường tráng với khuôn mặt dữ tợn đi tới và ngăn cản hai băng nhóm đang đánh nhau hai băng nhóm đang liều mạng nhìn thấy mấy hung thần ác sát này ngay lập tức kịch ngòi đây là một băng nhóm có thực lực không tồi vừa rồi cũng chỉ là những người bình thường xung đột nên không dám không nghe lời đối phương vương triều ở một bên giải thích ngô minh không nói gì cái gọi là băng nhóm mọc lên như mang sau trận mưa trong khu an toàn lúc trước không phải anh đã đối phó với vũ giang ban sao xung đột nhanh chóng được giải quyết, lý do rất đơn giản, nếu xảy ra xung đột lớn ở khu vực này thì nhất định công an và quân đội sẽ can thiệp, lợi ích của các băng nhóm ở đây cũng bị tổn hại nên không cho phép sự tình nháo lớn. Giờ phút này, đồ ăn mà hai băng đảng tranh giành đều do các thành viên trong băng nhóm phối hợp phân phối, không người nào dám đưa ra dị nghị, đương nhiên trong đó có một phần phải nộp lên trên, không thể không nói, đây là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lúc này, một thành viên trong băng nhóm nhìn thấy đám người vương triều liền nở nụ cười bước tới vương triều nghe nói ngươi vận khí không tệ lấy được một viên tinh hạch màu xanh lục đồ hiếm thấy a chúng ta quyết định dùng giá cao thu mua ngươi biết uy tín của câu lạc bộ vĩnh lạc của chúng ta rồi đó cứ thể yên tâm giá cả sẽ không bao giờ khiến ngươi phải chịu thiệt thòi chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi một ngôi nhà ở khu vực tốt nhất trong khu vực của chúng ta những người bạn đồng hành và các thành viên trong gia đình của ngươi có thể sinh hoạt và nhận được câu lạc bộ vĩnh lạc của chúng ta che chở. Lên tiếng là một người trạc 30 tuổi, tuy chỉ cao 1m7, nhưng vô cùng rắn chắc, cơ tay gần như xé rách quần áo, hiển nhiên thực lực không hề yếu. Vương Triều rõ ràng nhận thức đối phương, nhưng lại nói, Sài ca, thật không tiện, ta đã sử dụng viên tinh hạch đó rồi, hơn nữa còn thu được một chút dị năng. Ồ, nó đã được sử dụng rồi. Thật đáng tiếc vẻ mặt của sài ca rất thất vọng có điều ngẫm lại cũng đúng thôi tinh hạch xanh là một món đồ quý giá cỡ nào hầu hết mọi người thu vào tay sẽ ngay lập tức bán đi hoặc là tự mình sử dụng trên đời này không có ai là ngu ngốc chỉ khi mạnh lên mới có thêm tài nguyên sinh tồn cho nên đại đa số người đều sẽ tự mình ăn sài ca cũng nghĩ đến kết quả này nên nhanh chóng nhìn về phía đại hán nói nói như vậy ngươi hiển nhiên nắm giữ dị năng nào đó có muốn cân nhắc gia nhập câu lạc bộ vĩnh lạc chúng ta không ngươi có thể có được vị trí như ta ngươi phải biết câu lạc bộ vĩnh lạc là mạnh nhất ngoài ba thế lực lớn quan trọng nhất chính là chúng ta giảng nghĩa khí điều này vương triều đã bị lung lay đây là cơ hội rất dễ dàng để hắn gia nhập câu lạc bộ vĩnh lạc trước đây hắn ta sẽ không bao giờ có được địa vị như sài ca cùng lắm chỉ là một nhân vật nhỏ bé nhưng ngay sau đó vương triều lắc đầu bởi vì hắn nghĩ so với câu lạc bộ vĩnh lạc thì nên đi theo ngô minh ít nhất câu lạc bộ vĩnh lạc sẽ không thể dễ dàng giết chết lũ trùng nhân dị hóa điều này không phải cứ có nhiều người thì lợi hại hắn nhìn nhạc sang điền thiếu a bỉnh và dương tham mưu từ ánh mắt của những người bạn đồng hành hắn cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của những người khác đó là cũng giống như chính mình sài ca chúng tôi vẫn thích tự do tự tại một chút nhưng anh cứ yên tâm về sau chúng ta có thứ tốt khẳng định sẽ suy xét câu lạc bộ vĩnh lạc trước tiên vương triều khéo léo khước từ Sài Ca hiển nhiên không ngờ mình đưa ra một điều kiện tốt như vậy mà đối phương lại không đồng ý, có điều nói đi nói lại, mỗi người đều có nguyện vọng của riêng mình và không thể ép buộc, càng không cần phải nói hiện tại vương triều xưa đâu bằng nay, đã đạt được dị năng nào đó. Tỷ lệ người có được dị năng này trong khu an toàn có thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân. Vậy được, ta cũng không bắt buộc. Nếu như sau này lúc nào ngươi nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Sài Ca nói ánh mắt quét qua, nhưng lại nhìn thấy Ngô Minh. Lập tức đồng tử co rút lại, Sài Ca có thể đạt được vị trí trung tầng trong câu lạc bộ Vĩnh Lạc hiển nhiên không phải người thường, mấy ngày trước hắn đã sớm có được dị năng, giết rất nhiều trùng nhân, cũng có thể nói là một người từng trải. Vừa nãy hắn nhìn sang một chút, trong nháy mắt cảm giác được một trận khiếp đảm, thế nhưng cảm giác này đã sớm biến mất. Nó giống như ảo giác nhưng Sài Ca không nghĩ đó là ảo giác, hắn có trực giác nhạy bén từ nhỏ, đã mấy lần thoát chết nhờ vào trực giác của mình nên hắn rất tin vào điều này vương triều người này là ai sài ca thản nhiên hỏi giả vờ tự nhiên huynh đệ mới của chúng ta vương triều biết ngô minh không muốn bị làm phiền nên chỉ giới thiệu sơ qua rồi dự định rời đi sài ca nhìn thấy đối phương không muốn nhiều lời cũng không có hỏi nhiều chỉ gật đầu cười rồi hỏi các ngươi dự định đi đâu tiện đường thì ngồi xe của ta đi hắn ta chỉ vào một chiếc xe địa hình bên lề đường trước mặt dù sao khu vực an toàn là hai khu đô thị lớn nếu chỉ dựa vào đi bộ thì sẽ vô cùng lao lực đi đến nơi bây giờ tự nhiên không có phương tiện đi lại xăng dầu đã trở thành của hiếm chỉ một số người đặc biệt mới có thể lái xe và sài ca hiển nhiên là một trong số đó đi đâu đám người vương triều thực sự không biết họ quyết định đi theo ngô minh vì vậy quyết định về vấn đề này thực sự nằm trong tay ngô minh ngô minh chưa bao giờ nói lời nào anh biết còn một đoạn đường xa mới đến được tiểu khu giang tân của a mổ trừ khi anh dốc hết sức lực chạy bằng không nhất định sẽ rất lãng phí thời gian tất nhiên nếu có ô tô thì sẽ khác nếu sài ca sẵn sàng giúp đỡ ngô minh không e ngại vì vậy anh ấy nói chúng ta đi tiểu khu giang tân trong giây lát tất cả mọi người kể cả sài ca đều sững sờ khi nghe những lời của ngô minh đám người vương triều cũng giống như vậy một mặt không dám tin tưởng nhìn ngô minh Ngươi. Ngươi nói sẽ đi đâu? Sài Ca là người đầu tiên phản ứng và ngay lập tức hỏi lớn. Phản ứng của đám đông hiển nhiên khiến Ngô Minh hơi khó hiểu, nhưng hắn ta lặp lại lần nữa, "Tiểu khu Giang Tân, ngươi có thể đưa chúng ta đến đó được không?" Đám người Vương Triều lúc này mới hoàn hồn, họ nuốt nước bọt và nói, "Ngô Ca, anh có chắc đó là Tiểu khu Giang Tân không?" Có gì mà không chắc chắn, Ngô Minh gật đầu, nghĩ rằng phản ứng của những người khác hơi nực cười. Vị huynh đệ này, ngươi đang đùa ta sao? Ta nói lái xe đưa các ngươi đoạn đường đó là chân tâm thực lòng, nhưng ngươi không biết lòng tốt lại cố ý chơi ta. Mặt sài ca trầm xuống, trong thanh âm cũng là phím ra một cổ tức giận, vừa rồi hắn quả thật là có ý tốt, đồng thời còn quan sát thêm đối phương, không ngờ đối phương lại dở trò trêu chọc với mình. Các thành viên khác của câu lạc bộ Vĩnh Lạc cũng lập tức rút dao nhọn, vẻ mặt không tốt, những người xung quanh nhìn thấy tư thế này thì lập tức bỏ chạy vì sợ bị ảnh hưởng câu lạc bộ vĩnh lạc không phải người bình thường bọn họ coi như là bên đường giết người cũng không ai dám quản hiện trường lập tức trở nên căng thẳng vì lời nói của ngô minh ngô minh có chút không rõ ràng nhưng đám người vương triều nhanh chóng phản ứng biết vấn đề là gì lập tức nói sài ca đây là hiểu lầm hiểu lầm ngô ca thực ra đây là lần đầu tiên anh ấy bước vào khu vực an toàn trước đó hắn ta ở bên ngoài nên không biết về tiểu khu giang tân là như vậy sài ca vừa nghe hỏa khí lập tức là giảm một nửa, xác thực, coi như có người bắt hắn tiêu khiển cũng không sẽ dính dáng gì đến tiểu khu gian tân, phải biết đó là đại bản doanh của quỷ vương đảng. Bây giờ không ai dám vô lễ với quỷ vương đảng, phải biết người ta tin nhất vào quỷ thần, còn quỷ vương là quỷ chân chính, nói cái gì cũng có thể khiến quỷ vương chú ý, nếu thật biết bên quỷ vương đảng lợi hại thì cũng không bao giờ dám đùa giỡn như vậy. Mặt khác, Ngô Minh một mặt hồ đồ, nhưng lại nói, các ngươi đang nói cái gì vậy, có vấn đề gì với tiểu khu Giang Tân sao? Vừa rồi khi anh nói đến tiểu khu Giang Tân, Sài Ca giống như uống phải thuốc súng, hiển nhiên vấn đề chính là xuất hiện ở trên tiểu khu Giang Tân. Xem ra ngươi thật sự không biết đó là đại bản doanh của Quỷ Vương đảng. Ngoại trừ cư dân ở đó, không ai dám dễ dàng đặt chân đến đó, nếu không sẽ bị Quỷ Vương coi là bất kính và xâm phạm, đến lúc đó sẽ gây ra đại họa. Chờ một chút, ngươi sống trong tiểu khu Giang Tân sao? Sài Ca nói bằng hữu ta ở nơi đó ngô minh hiểu ra đối phương hẳn là đang nói về quỷ vương đảng bà vương triều đã nói với mình trước đây không ngờ quỷ vương đảng này lại có sức mạnh lớn như vậy dĩ nhiên đem đám người xài ca dọa thành bộ dáng này quả thực chính là nghe đến liền biến sắc huynh đệ nghe ta khuyên một câu đừng đi nơi đó tà môn vô cùng sài ca lúc này mới nhìn quanh một chút sau đó nhỏ giọng nói như thể sợ có người nghe thấy nếu to hơn đúng đấy ngô ca Quỷ vương là quỷ thật đó, tôi thấy tận mắt nó hiển hiện thần uy, trong nháy mắt liền đem mười mấy trùng nhân giết chết, ngay cả những người trong quân đội và công ty tinh hà cũng không dám khiêu khích quỷ vương đảng. Quỷ vương đã từng nói bất cứ ai vào lãnh thổ của nó mà không được sự đồng ý của nó thì sẽ chết. Vương triều mấy người cũng ở một bên quy nhũ. Ngô Minh nghe vậy, hiện tại anh căn bản có thể chắc chắn quỷ vương chính là lão hắc, không nghĩ tới mình rời đi hơn 9 ngày lại gây ra trận chiến lớn như vậy. Lúc này, Ngô Minh cố gắng tiếp xúc với tia ý thức mà anh đã cấy vào cơ thể lão hắc lúc trước nhưng không có phản ứng gì, hắn ta lập tức nhíu mày. Lúc trước khi bị thần thức đáng sợ trên chiến hạm màu đen tấn công thì ý thức thể của anh đã bị phá vỡ, cho nên cũng cắt đứt liên hệ với ý thức trong cơ thể lão hắc, không nghĩ tới muốn cảm ứng một lần nữa nhưng lại không cảm ứng được, đây chỉ có một khả năng, đó chính là ý thức của mình bị thôn phệ. Nếu đúng như vậy thì Ngô Minh phải đến đó, anh cũng muốn xem tình hình của A mổ như thế nào, hơn nữa trước khi đi hắn ta đã nói cho giáo sư từ biết địa chỉ của A mổ, nếu đám người giáo sư từ vào trong tiểu khu rất có thể sẽ tìm thấy A mổ. Tóm lại, tiểu khu Giang Tân thì Ngô Minh không đi không được. Sài ca, ngươi có thể đưa ta đến chỗ gần nhất, hoặc là ngươi có thể bán xe cho ta. Ngô Minh rất cần xe, nên lúc này mới xoay tay lấy ra một ít đồ. Mua xe thế này đã đủ chưa? Sau khi Ngô Minh nói xong, Mắt Sài Ca đã trợn to rồi. Sau khi nhìn thấy đồ vật trong tay Ngô Minh, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay sau đó là tim đập nhanh hơn, con mắt trừng trừng. Ngay cả Sài Ca trung tầng của câu lạc bộ Vĩnh Lạc cũng vậy. Vật quý giá nhất ở thời điểm hiện tại là gì? Có người nói là đồ ăn, đúng vậy, khi có đồ ăn thậm chí có thể khiến nữ thần từng đuổi người lập tức cởi quần áo quỳ xuống liếm láp, nhưng trong khu an toàn, có một thứ còn quý hơn cả đồ ăn đó chính là tinh hạch nguyên lực, đây là thứ có thể tăng cường sức mạnh và thậm chí có được những dị năng mạnh mẽ, coi như là công ty tinh hà cũng xem tinh hạch nguyên lực là vật phẩm chiến lược. Đúng lúc này, Ngô Minh tùy ý nắm lấy một ít hạt tinh hạch nguyên lực, có 7-8 viên. Kinh khủng nhất trong đó có hai hạt tinh hạch màu xanh lục dị hóa, ai cũng biết khi nuốt vào trăm phần trăm có thể thu được một loại dị năng, bình thường có một cái cũng đã hiếm thấy rồi, lần này có tới hai cái cùng với ít nhất 5 viên tinh hạch bình thường lấp lánh chung quanh, hiệu quả này không kém gì lúc trước đem 1.000 vạn tiền mặt chất đóng trực tiếp trước mặt quỷ nghèo, bị chấn động như ném hơn một chục người đẹp khỏa thân vào trong bầy sắc lan. Trong nháy mắt, xung quanh đều có những âm thanh nuốt nước miếng. Chỉ có điều những người này cũng không biết, những tinh hạch nguyên lực này Ngô Minh còn có rất nhiều, trước đó Ngô Minh giết rất nhiều trùng nhân, anh cũng đã thu thập những viên tinh hạch nguyên lực trong não của trùng nhân. Lúc này, trong ba lô của hắn ta ngoại trừ mấy xấp giấy vàng cùng một ít tài liệu làm bồ chú không gian còn lại đều chứa đầy các loại tinh hạch nguyên lực ngô minh cũng không thèm thu thập tinh hạch nguyên lực màu trắng xám bình thường hầu hết các túi của hắn ta đều là tinh hạch màu xanh lục của những trùng nhân dị hóa và thậm chí một vài tinh hạch giống như ngọc bích được ngô minh đào ra sau khi giết một số trùng nhân cấp đầu lĩnh khi hắn ta phá vây cấp bật những trùng nhân này mạnh hơn tất nhiên số lượng cũng phi thường ít ỏi thu thập những tinh hạch nguyên lực này ngô minh không phải để sử dụng cho riêng mình hắn ta đã từng thử nhưng không thể hấp thụ sức mạnh trong tinh hạch có lẽ là do nguyên khí hoặc do linh lực của mình rõ ràng vô cùng bài xích đối với nguồn sức mạnh cấp thấp này giống như quý tộc không muốn sống trong cùng một căn phòng với những người ăn xin vì vậy những thứ này chẳng có ích gì đối với ngô minh thu thập chúng chỉ vì giá trị của những thứ này đối với người bình thường hơn nữa a mổ thiết mâu nguyệt ảnh bọn họ có thể cần chúng nhiều hơn vì vậy những hạt tinh hạch nguyên lực này có giá trị hàng nghìn đô la trong mắt người khác nhưng thực ra lại vô giá trị đối với ngô minh sài ca thực sự là một thủ lĩnh nhỏ của một băng đảng và hắn là người đầu tiên tỉnh táo trở lại suy cho cùng bảy tám hạt tinh hạch này không phải là một con số nhỏ nhưng chúng chẳng là gì đối với câu lạc bộ vĩnh lạc lợi ích hàng ngày của bọn họ kiếm được còn nhiều hơn gấp đôi so với những thứ này đương nhiên chỉ cần đưa đối phương tới là có thể nhận được những phần thưởng này như vậy hắn tự nhiên đồng ý ta nghe vương triều gọi ngươi là ngô ca ta hơn ngươi mấy tuổi nên cũng gọi là ngô ca có thể thấy ngươi cũng là người có năng lực nếu không một người không thể sống trong khu vực bị chiếm đóng nhiều ngày như vậy mà có được nhiều hạt tinh hạch như vậy ghê gớm a à, xe này không đáng giá mấy đồng tiền bán cho ngươi cũng không thành vấn đề có điều ở khu an toàn lái xe không có bối cảnh không thể được một số nơi còn là khu vực hạn chế như tiểu khu giang tân xông vào mà không biết tình hình chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối. Như vậy đi, xe ta bán cho ngươi, hơn nữa ta lần này còn đưa ngươi đến cửa tiểu khu Giang Tân, thế nào? Sài ca nói, thực ra hắn bán xe trực tiếp cho Ngô Minh là dễ nhất, nhưng hắn cũng là một người giảng nghĩa khí và không muốn chiếm tiện nghi người khác. Lần này hắn đưa người đi qua, coi như xảy ra vấn đề, đối phương biết có liên quan đến câu lạc bộ Vĩnh Lạc cũng sẽ cho một chút mặt mũi phải biết rằng câu lạc bộ Vĩnh Lạc không phải là một băng nhóm bình thường, cũng có một ông chủ lớn ở hậu trường. Ngô Minh đã có có ấn tượng tốt về Sài Ca này, gật đầu nói, "Được, vậy làm phiền. Ngô Ca, chúng ta cũng đi theo anh." Vương Triều mấy người cũng nói họ đã quyết tâm đi theo Ngô Minh, thời điểm như thế này nếu như lùi bước, vậy ai còn có thể che chở cho bọn họ? Lúc này mọi người lên xe, cũng may xe Sài Ca rất lớn. Chiếc SUV đô thị cỡ lớn dù miễn cưỡng ngồi đủ 7 người cũng không vấn đề gì. Trên xe Sài Ca nói, "Ngô huynh đệ, nếu bằng hữu của ngươi sống trong tiểu khu Giang Tân, ta đoán anh ấy có lẽ cũng là thành viên của Quỷ Vương Đảng. Dù sao, những người duy nhất có thể sống ở đó chỉ có thành viên của Quỷ Vương Đảng mới đủ tư cách, ngươi có biết bằng hữu mình tên gì không?" Nếu như có chút địa vị nói không chừng có thể cũng kéo các ngươi vào Quỷ Vương Đảng, đúng rồi, Vương Triều các ngươi là không phải sớm biết ngô huynh để có tầng quan hệ này rồi, mới không gia nhập câu lạc bộ vĩnh lạc chúng ta. Câu này rõ ràng chủ yếu là nói đùa, đám người vương triều tự nhiên coi nó như một trò đùa, ngô minh cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười. Đương nhiên, ngô minh đã nắm chắc nội tình về quỷ vương đảng trong tay, tự nhiên là không hề có một chút e ngại nào cả. Kỹ năng lái xe của Sài Ca rất xuất sắc, hắn băng qua những con phố vốn đã tắt nhẽn một cách nhanh chóng. Sau 10 phút, hắn đến lối vào của tiểu khu giang tân nhưng không có ai lang thang ở đây nó giống như một giải phân cách vô hình bên trong phân biệt với bên ngoài hiện tại trong khu an ninh ai mà không biết quỷ vương đảng trước cửa tiểu khu giang tân có một tấm biển lớn viết tám chữ lãnh địa quỷ vương thiện nhập giả chết ps thiện nhập giả chết kẻ nào tự tiện xông vào sẽ chết tám chữ này khá là uy phong lẫm liệt tám chữ này còn có nghĩa không ai dám vượt qua biên giới sau khi Ngô Minh và những người khác đến gần, họ phát hiện ra vẫn còn vài chiếc ô tô đang đậu trước mặt họ và hơn một chục người đang đứng ở cổng của tiểu khu Giang Tân với vẻ mặt rất kính trọng. Thỉnh nhờ một vài anh em báo tin cho Quỷ Vương. Tôi là đặc phái viên của chính quyền thành phố, thay mặt thị trưởng và phó thị trưởng, tôi đến thỉnh cầu Quỷ Vương ra tay hiệp trợ chúng ta ngày mai ra khỏi thành đoạt lương thực. Một người đàn ông trung niên mặt vét đứng ở cửa rất lịch sự nói với một vài người gác cổng phía trước một vài người đối diện với đặc phái viên trông có vẻ kiêu ngạo và một trong số họ nói tôi đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi hôm nay không có ai ở đây nhìn thấy quỷ vương đại nhân cả có chuyện gì ngày mai lại đến nhưng việc này liên quan đại sự kế sinh nhai khu an toàn không chờ được đương nhiên chúng ta sẽ không để cho quỷ vương làm không công có điều kiện gì cũng có thể nói ra chính phủ sẽ thay các ngươi giải quyết người đàn ông trung niên hiển nhiên rất có vẻ quan trường chính phủ đừng khôi hài bây giờ ai không biết là công ty tinh hà và quân bộ phụ trách ai sẽ nghe những gì thị trưởng và phó thị trưởng nói nói cho ngươi cho dù các lãnh đạo của công ty tinh hà và cao tầng quân bộ có tới thì ta cũng nói như vậy ngày mai trở lại người gác cửa nhếch mép nói quan viên sắc mặt rất khó coi nhưng bây giờ không giống như trước trước đây khi người khác cầu hắn làm việc hắn đánh giá cũng là sắc mặt này không có lợi tuyệt đối không làm Trước đây hắn ngầm thu không biết bao nhiêu chỗ tốt, ngày hôm nay đúng là ngược lại, hắn đến nhét chỗ tốt cho người khác, cho nên lập tức lấy ra một bao đồ vật, đưa qua, đồng thời ăn nói khép nép, mấy vị, đây là một điểm tâm ý, xin mời nhận lấy, chỉ cần giúp ta truyền một lời là được. Mấy người kia ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp đem đồ vật nhận lấy mở ra nhìn một chút, bên trong có một số loại thịt đóng hộp và những thứ tương tự, ở giai đoạn này rất hiếm. Theo lý mà nói, nhận lấy lợi ích của người khác hẳn là sẽ làm giúp chút chuyện vị quan cũng nghĩ như vậy nhưng chuyện tiếp theo khiến hắn choáng váng mấy người kia thu chỗ tốt nhưng căn bản không có muốn thay người thông báo một chút nào hỏi bọn họ bọn họ lại nói đồ vật thu rồi nhưng vẫn là ngày mai trở lại điều này làm cho mặt của viên chức này tức giận lúc trắng lúc xanh muốn ngạnh xông vào lại không dám phải biết ngay mấy ngày trước người của quân bộ muốn cưỡng ép tiến vào nhưng kết quả đều bị quỷ vương toàn bộ cắn chết đối với quỷ vương ngay cả quân bộ và công ty tinh hà cũng cực kỳ kiên kỵ giữa lúc này quan viên này không thể làm gì đám người ngô minh đã đậu xe lại những người gác cổng lập tức chạy tới người nào cút về trong vòng 100 mét ở đây cấm đổ xe quát to một tiếng dĩ nhiên là không hỏi người đến là ai trực tiếp mở miệng mắng trong xe ngô minh hơi cau mày người gác cổng thật bá đạo có thể tưởng tượng ngày thường quỷ vương đảng này làm gì Sài ca cũng coi như là một phương nhân vật, nhưng cũng không bằng quan viên trung niên, đối phương cũng không dám cùng mấy người trong cửa này khởi lên xung đột, liền càng không cần phải nói tới hắn. Ngô huynh đệ, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Quỷ vương đảng cực kỳ bá đạo, vô luận như thế nào cũng đừng xung đột với bọn họ. Sài ca ở một bên khuyên vài câu, Ngô Minh cũng gật đầu, nhưng lại đẩy cửa đi xuống. Mẹ nó, mày bị biết à, kêu mày lăn ra xa 100 mét cũng không nghe thấy một người gác cửa nhìn thấy ngô minh không những không rời đi mà còn xuống xe rất khó chịu lập tức quát mắng hắn ta tên là lưu toàn trước đây chỉ là một người bán hoa quả có thể nói là người ở dưới đáy có cuộc sống không mấy viên mãn nhưng từ khi hắn may mắn được gia nhập quỷ vương đảng thì tình hình biến hóa long trời lỡ đất người khác thấy hắn phải cúi đầu không lưng còn phải nói những lời tốt đẹp điều này khiến trong lòng hắn đắc ý cũng trở nên có chút vặn vẹo nói trắng ra chính là có chút ý thế hiếp người Lúc này, hắn ta chỉ vào ngô minh và những người khác và chửi ầm lên, nhưng hắn không biết mình đã nhầm đối tượng. Ngô minh vừa mới nghe xong trực tiếp một bạc tay quất tới, liền nghe bột một tiếng, lưu toàn trực tiếp bị quất xoay người, sau đó ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng phun một cái, chính là bọc máu văng ra tứ phía. Hắn rõ ràng là bị đánh cho ngu người, từ ngày thành lập khu an toàn thì không ai dám đánh hắn, lưu toàn là người khôn khéo, biết người trong quỷ vương đảng không thể khiêu khích, nhưng người ngoài, hắn còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai khác phản phản rồi các huynh đệ đánh cho ta đánh chết tính cho ta lưu toàn ngồi dưới đất nói một cách vô thức lập tức các thành viên của quỷ vương đảng đang đi cùng hắn rút khảm đau xông lên chỉ có điều những người này làm gì là đối thủ của ngô minh kết quả từng người đều bị tát lăn ra đất người này điên rồi sao chẳng lẽ không biết đây là địa bàn quỷ vương đảng dù thế nào cũng nên cố gắng chịu đựng người trẻ tuổi kích động sẽ chết người. Tên quan viên nhìn thấy Ngô Minh động thủ, lắc đầu và nói. Hỏng rồi. Người trong xe cũng ngẩn ra, ai ngờ Ngô Minh lại có thể bốc đồng như vậy, nhưng bọn họ làm sao biết được Ngô Minh ghét nhất cái miệng bẩn thỉu của người khác, một cái tác có thể trực tiếp đánh gãy cổ đối phương. Lưu Toàn kia tuy ý thế hiếp người, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, hắn cũng là một cường giả đã ăn tươi nuốt sống bốn viên tinh hạch nguyên lực, tuy chưa có được dị năng nhất định nhưng hắn vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều giờ khắc này cũng nhìn ra ngô minh lợi hại có điều quỷ vương đảng có địa vị gì nếu như bị đánh như vậy quỷ vương đảng sẽ quét sạch bọn họ người này tìm chết thổi quỷ vương ốc lưu toàn vẽ mặt âm lãnh trống lên người phía sau cũng là vẻ mặt cười lạnh sau đó lấy ra một ốc biển màu đen cỡ lòng bàn tay đột nhiên thổi lên liền nghe được một trận thanh âm ô ô truyền ra tự quỷ khóc tự âm phong làm người không rét mà run sài ca vừa thấy trong lòng lập tức kêu khổ biết đó là chuyện lớn ốc biển màu đen này không phải là vật bình thường một khi thổi lên có thể dẫn đến quỷ vương đến lúc đó không một ai trong số những người có mặt tại đây sẽ sống sót đám người vương triều tuy không biết quỷ vương ốc này là cái gì cũng biết tình huống không tốt nhưng bọn họ cũng không định chạy bọn họ cũng biết hiện tại cho dù muốn chạy cũng đã quá muộn ngô minh đứng ở nơi đó không chút sợ hãi thờ ơ nhìn lưu toàn trên mặt đất người sau cười lạnh một tiếng vẫn lớn lối nói đồ khốn kiếp ngươi chết chắc rồi chẳng cần biết ngươi là ai ngươi đều chết chắc rồi đừng tưởng ta không thấy xe này là xe của câu lạc bộ vĩnh lạc nhưng câu lạc bộ vĩnh lạc thì sao trước quỷ vương đảng của chúng ta họ thậm chí còn không được tính là rắm nếu ngươi nghĩ câu lạc bộ vĩnh lạc sẽ ủng hộ ngươi vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi mặt sài ca âm trầm nhưng hắn biết đối phương nói đúng câu lạc bộ vĩnh lạc có lệnh nghiêm cấm khiêu khích những người từ quỷ vương đảng lần này hắn không muốn chiếm tiện nghi nên đã cho ngô minh đi nhờ đoạn đường không nghĩ tới thậm chí ngay cả mình cũng bị cuốn vào có điều việc đã đến nước này thì nói cái gì cũng vô ích ai ngô ca đây là người không biết không sợ không biết thực lực của quỷ vương đảng đám người vương triều cũng lộ vẻ mặt hối hận không kịp ngăn chặn ngô minh tiếng quỷ vương ốc truyền đi xa thậm chí hàng trăm mét khiến ai nghe thấy cũng phải sững sờ người đi đường trước tiên cũng phải trốn tránh. Ngay sau đó một nhóm người bước ra khỏi tiểu khu Giang tân. Nhóm người này khiêng một cái ghế, trên ghế có một người ngồi, mặc đạo bào màu vàng, mặt trầm như nước, giống như một nhân vật thần tiên, đó là Vương Đại Sư, Vương Nhị Bảo. Vương Đại Sư Giá Lâm, phàm nhân cúi đầu nên đón. Lưu Toàn nhìn thấy Vương Đại Sư tới cũng một mặt mở cờ trong bụng. Khi đó, hắn ta la lên và cầm đầu rồi quỳ xuống. Các thành viên của quỷ vương đảng cũng như hắn ta trực tiếp quỳ xuống đất. Các quan viên của chính quyền thành phố nguyên bản đến để cầu xin sự giúp đỡ, lúc này sắc mặt có chút khó coi, do dự một chút, cuối cùng mặc dù không có quỳ xuống nhưng cũng cúi đầu cung kính chào. Chỉ có sài ca, đám người vương triều đều không biết phải như thế nào cho phải, đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Ngược lại, Ngô Minh lặng lặng đứng nhìn đám người vương đại sư phô Trương Thanh Thế đang đi tới. Còn cách đó 30 mét, Vương Đại Sư nghiêm mặt nói, quỷ vương có lệnh, quỷ vương ốc vang đầu người lạc, kẻ nào định khiêu khích quỷ vương đảng chúng ta, mau chặt đầu mình dâng lên, bằng không tru di cửu tộc nhà ngươi. Quy phong, khí phách. Vương Đại Sư hiển nhiên cũng đã tu luyện qua sách phù triện bản thiếu, tuy kém hơn ngô minh rất nhiều nhưng dù sao lão cũng đã học 30 năm và biết cách hấp thụ linh khí loãng, hẳn là đã sáng lập đệ nhị khí hải, cho nên thân thể khỏe mạnh, trung khí 10 phần lão tràng đầy tức giận thấp giọng nói cũng khiến cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng cũng giống như các cao thủ nội công thời xưa không thể không nói chuyện này khá là dọa người nếu là người thường nói không chừng hiện tại đã bị dọa sợ vải tè rồi đáng tiếc Ngô Minh chỉ lạnh lùng không nói gì đứng từ xa nhìn Vương Đại sư giống như một kẻ ngốc thấy Ngô Minh không lên tiếng Lưu Toàn cho rằng đối phương sợ hãi nên hắn trực tiếp rút dao tiến lên vài bước chém vào cổ Ngô Minh Quỷ Vương cho ngươi chết ngươi còn có thể sống sao chết đi lưỡi dao sắc bén chém xuống trong nháy mắt ngô minh phất tay có thứ gì đó bay ra ngoài đó là một người bị cục tay trên tay cục vẫn đang cầm một thanh đao một lúc sau người bị cục tay ngã xuống đất nhưng kỳ lạ là không có máu chảy ra lưu toàn sững sờ quay đầu lại liền thấy cánh tay phải của mình đã không còn trên vết cắt còn dính một lớp băng giá bịt kính huyết mạch nên không có giọt máu nào chảy ra vài giây sau lưu toàn hét lên quỳ rạp trên mặt đất đau đớn làm cho mặt mày méo xệch nhưng trong lòng lại càng không thể tin được bởi vì vừa rồi rõ ràng là định chém đối phương nhưng tại sao cánh tay mình lại bị chém đứt lẽ nào đối phương cũng là quỷ lớn mật trước mặt đại sư ngươi còn dám đã thương người quỷ vương đảng ta xem ngươi là vương đại sư cũng nhìn thấy cảnh này lập tức chuẩn bị nổi giận thậm chí đã nghĩ kỹ nên xử trí kẻ xúc phạm quỷ vương đảng như thế nào ít nhất phải chặt đầu hắn và treo nó trên cửa để thị chúng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lão ta nhìn rõ bộ dạng của người đàn ông và cụm từ tìm chết bị nuốt trở lại, vẻ mặt cũng là kịch liệt biến hóa. Không phải quỷ vương tổ sư gia nói đã chết rồi sao? Làm sao có thể, không tốt, không tốt, lúc trước đại gia này đã ép cắt cao quỷ vương tổ sư gia rồi, lần này trở về sợ là tìm đến tổ sư gia gây phiền phức, phải làm sao mới ổn đây? Trong lòng thầm nghĩ, Vương Đại Sư cũng không hổ là nhân tinh, giờ phút này mặc kệ người này là tới làm gì, lão cũng không dám lại tiếp tục chú trọng bề ngoài, vội vàng nhảy khỏi ghế do mọi người kiên. Bởi vì trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, lão vấp chân ngã xuống đất, lão ta choáng váng và xấu hổ nhưng nhanh chóng bò dậy, không người nhanh chóng tiến tới, khi tới gần ngô minh lão ta định nói, nhưng lại nghe thấy môi ngô minh mấp máy, phun ra hai chữ, câm miệng. Một câu nó, giống như lôi đình làm cho vương đại sư rùng mình, không dám nói lời nào mà cúi đầu đứng lên có thể thấy thân thể lão đang rung lên cảnh tượng này khiến người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngô minh cũng không nói gì chỉ lật tay không biết từ lúc nào đã cầm lấy quỷ vương ốc trong tay vận dụng hết kình khí trực tiếp thổi lên ngay lập tức âm thanh lan ra khắp thế giới sợ rằng cả tiểu khu giang tân đều có thể nghe thấy vào khoảnh khắc tiếp theo một đám sương mù màu đen đột nhiên bay ra từ tiểu khu giang tân bay về phía cửa như thể che lấp bầu trời, sau đó tạo thành một hình người khổng lồ trên không trung, dưới chân sương mù đen cuồn cuộn, giống như cuộn sóng, thật sự là khí thế phi phàm. Giờ phút này sắc trời đã tối khiến người ta cảm giác được lạnh thấu xương cùng áp bức đáng sợ. Ngay cả các quan viên cũng chịu không nổi nên trực tiếp quỳ xuống, đám người vương đại sư cũng không cần quỳ. Quỷ vương từng nói với bọn hắn, ngay cả thị trưởng cũng phải quỳ xuống. Nhiều năm qua, nó là một tồn tại cực kỳ đáng sợ trong lòng mọi người ai không sợ hãi lần thứ hai thổi quỷ vương ốc của ta vậy nói rõ có cường địch xâm lấn ta cũng không thể không đứng ra có điều ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là kẻ nào lại dám đến khiêu khích quỷ vương đảng của ta không trung hiện ra thân hình quỷ vương vô cùng to lớn chiếm cứ nửa bầu trời ngay cả người cách xa trăm mét cũng cảm nhận được áp lực kinh người lập tức quỳ rạp trên mặt đất là quỷ vương tới Sài ca cùng đám người vương triều rốt cuộc không chịu nổi áp lực lúc này, quỳ rạp trên mặt đất, hơn nữa bọn họ cũng không dám không quỳ. Vị quỷ vương này có người nói vô cùng quái lạ, trong mắt nó, con người chỉ là phàm nhân, thấy nó tất quỳ, đối với các quan viên, thậm chí cả những giám đốc điều hành cấp cao của công ty Tinh Hà cũng không có trường hợp ngoại lệ, mà nếu như thấy nó không quỳ, kết cục kia có thể tưởng tượng được. Lúc này, chỉ có hai người đứng, một người là Ngô Minh, người còn lại là vương đại sư So với lần trước Ngô Minh rời đi, Quỷ Vương lão Hắc hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, mà đối phương vừa liếc mắt liền thấy Vương đại sư, nhưng lúc này Vương đại sư lại đang cúi đầu không người, biểu hiện vô cùng quái lạ. Mà cái nhìn thứ hai, Quỷ Vương liền nhìn thấy Ngô Minh, không có cách nào, trong số rất nhiều người chỉ có hai người bọn họ đang đứng, Ngô Minh vẫn ngẩng cao đầu nhìn mình trên không trung. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Minh, lão Hắc cũng rùng mình. Không có cách nào, lúc trước thật sự là sợ hãi Ngô Minh thần thức đối phương căn bản giống như quỷ vương ngàn năm, ép nó tới gắt gao, căn bản không dám cùng là địch. Chẳng qua, mới chính ngày trước ý thức thể đối phương biến mất, thần thức lưu lại trong cơ thể nó cũng đã suy yếu rất nhiều. Lúc đó, lão hắc do dự hết lần này đến lần khác, nhưng quyết định liều lĩnh luyện hóa ý thức đó thành sức mạnh của bản thân. Không phải nó không sợ ngô minh, chỉ có điều nhận định ngô minh đã gặp nạn khẳng định là chết rồi, bằng không thì làm sao thần thức của đối phương đột nhiên biến mất không dấu vết, giống như bị giết thì đúng hơn, chính vì vậy nó mới dám luyện hóa, bằng không cho lão hắc mượn 100 lá gan cũng không dám làm như thế. Chính vì như thế, lão hắc mới sẽ trắng trợn không kiên dè, bởi vì nó đã luyện hóa một đạo thần thức do ngô minh để lại, thực lực của nó mạnh hơn gấp mấy lần, vừa vặn đúng lúc gặp thời loạn lạc, dưới sự khuyến khích của vương đại sư nên sáng lập quỹ vương đảng, trong lúc nhất thời vô cùng đắc ý. Nhưng mà lúc này nhìn thấy ngô minh còn nguyên vẹn, cái loại kiêu ngạo cùng ngạo khí lập tức như bị một chậu nước lạnh dội xuống, biến thành sợ hãi. Không nghi ngờ gì nữa, Ngô Minh vẫn chưa chết. Tuy nhiên, thần thức mà đối phương để lại trong cơ thể hắn lúc trước xác thực là bị chính mình luyện hóa, nói như vậy đối phương khẳng định đã bị trọng thương, cho nên hiện tại nếu toàn lực xuất kích, có thể giết chết hắn sao? Cái ý niệm này vừa ra, liền để trong lòng lão hắc tuôn ra một luồng tham niệm, nó là quỷ quái, khó mà đề cao thực lực chỉ có thể cắn nuốt linh thể khác, ý thức thể của Ngô Minh chắc chắn cường đại nhất mà nó đã từng thấy, nếu như có thể cắn nuốt toàn bộ ý thức thể của Ngô Minh, không phải mạnh hơn gấp mấy chục lần sao? Khi đó ai sẽ là đối thủ của mình? Có điều cái ý niệm này mới vừa lóe lên, lão Hắc đã nhìn thấy ánh mắt của Ngô Minh, chỉ trong tích tắc, lão Hắc liền đem ý nghĩ điên cuồng vừa nảy ném ra sau đầu. Bởi vì nó chợt thấy mình đã quá ngông cuồng rồi. Nếu ý thức thể của Tiền Bối Ngô Minh không bị tổn hại thì sao? Thực lực của mình có thể tăng lên, nếu thực lực của đối phương cũng tăng lên thì sao? Khi đó nếu mình dám động thủ, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lão Hắc cũng là lão quỷ trải qua trăm năm phong vân, biết rõ nặng nhẹ, bằng không thì đã không tồn tại được đến hiện tại, vừa nhìn thấy liền biết ngay thực lực của Ngô Minh không hề suy giảm mà còn trở nên mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa trên người có một luồng linh khí như có như không. Cũng giống như lão đạo sĩ mà lão hắc gặp ngày đó, người như núi, khí như biển, bất động như núi nhưng ào ạt như biển, lão hắc có cảm giác nếu đối phương muốn động thủ thì có thể dễ dàng giết chết nó. Lại nhìn Vương Nhị Bảo, đối phương cũng không ngốc hơn mình, lúc này nhìn dáng dấp của Vương Nhị Bảo khiến lão hắc nhận ra ngày tháng tốt đẹp của mình sắp kết thúc. Ngay lập tức, lão hắc đã lựa chọn vô cùng đúng đắn, đó là co rút lại thân hình, rơi xuống đất, dưới ánh mắt kinh ngạc và không dám tin tưởng của mọi người, trực tiếp dập đầu một cái. Tiền bối, ngài đã trở lại. Mấy ngày nay khí tức của tiền bối đã biến mất, lão hắc cho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của tiền bối nữa. Lão hắc cùng nhân loại trà trộn trăm năm, gần nhất càng là cùng vương nhị bảo đi lại gần tự nhiên cũng học được một ít bản lĩnh vuốt môn ngựa, một câu này trực tiếp khiến người mắt kính nát đầy đất. Các thành viên của quỷ vương đảng chết lặng, nghẹn họng nhìn trân trối, trong khi những người khác, chẳng hạn như quan chức chẳng hạn như đám người xài ca, vương triều, càng là há hốc miệng không nói được lời nào. sao vừa rồi ngươi lại kiêu ngạo như vậy? quỷ vương dường như không giết mấy người thì không thể dập tắt lửa giận. vừa nhìn thấy Ngô Minh lại lập tức biến thành cháu trai, thậm chí còn quỳ xuống dập đầu. thế gian này có phải điên rồi hay không? hay chỉ mình ta điên? hay chỉ là một giấc mơ? ít nhất Nhạc Sang và Điền Thiếu đã đưa tay véo vào mặt họ để đảm bảo tất cả những điều này là sự thật. Vương Đại Sư ở đằng kia dường như đã đợi lâu lắm rồi, lập tức quỳ xuống kêu to, ngô tiền bối đại giá quan lâm, quỷ vương đảng còn không quỳ lạy nên tiếp. Tiếng quát bạo liệt này trực tiếp thức tỉnh các thành viên khác của quỷ vương đảng, những người này lập tức cảm giác hải hùng khiếp vía. Bọn họ chưa từng thấy quỷ vương quỳ lạy ai bao giờ, đây là lần đầu tiên, nhưng nhân vật nào có thể khiến quỷ vương, người gần như bất khả chiến bại trong lòng bọn họ phải quỳ xuống. Bọn họ chỉ cảm thấy ấn lạnh sống lưng, Nhất là những người trước đây coi thường ngô minh, càng là sợ tới mức sáu hồn vô chủ, đổ mồ hôi như mưa, mà quỷ vương và lão hắc này tự nhiên đã nhìn thấy từ lâu rồi, thấy được ngô minh không nói một lời càng thêm sợ hãi, lập tức quay đầu lại đầy đằng đằng sát khí nói, vừa rồi là ai bất kính với tiền bối. Đứng ra, lão hắc ở quỷ vương đảng uy thế tự nhiên không cần phải nói. Lập tức lưu toàn cùng năm người kia run run rẩy rẩy đứng dậy, bọn họ không dám không đứng ra, bởi vì một khi Quỷ Vương biết bọn họ che giấu, hậu quả nhất định sẽ nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Lúc này đứng ra nghiêm trọng nhất bất quá chỉ là chính bọn họ vứt bỏ tánh mạng, nếu họ không ra mặt thì gia đình họ cũng sẽ chết. Vì vậy, dù họ có sợ hãi đến đâu thì vẫn phải đứng ra, mà những người khác thì trong tiềm thức tránh xa những người này. Lúc này Quỷ Vương lão hắc đột nhiên vung tay tách ra 6 bóng đen bay ra, như xích sắt trực tiếp bóp cổ Lưu Toàn cùng mấy người khác, trong nháy mắt trắng nuốt đám người Lưu Toàn. Sài Ca và Vương Triều ở cách đó hơn 10 mét có thể nghe rõ tiếng xương gãy đâm thấu da thịt. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh đến kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Ngô tiền bối, mấy người này dám bất kính đối với ngài, ta đã đem bọn họ xử tử. Lão Hát giờ phút này hướng về phía Ngô Minh nói, hiển nhiên giết vài người đối nó mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Ngô Minh không nói, chỉ thả ý thức thể của mình ra. Lúc này, chỉ có lão hắc mới có thể nhìn thấy ý thức thể của ngô minh người sau sợ hãi đột nhiên run cầm cập trong mắt lão hắc ý thức thể của ngô minh còn cường hãn hơn trước sợ là chỉ cần đối phương một cái tác là có thể đem chính mình đập chết đương nhiên ngô minh không làm như vậy hắn ta chỉ là lại một lần nữa phân ra một tia ý thức tiến vào trong cơ thể lão hắc sau đó anh mới thu hồi thần thức chỉ nói một câu lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nếu như lão hạc có thân thể nhất định sẽ toát mồ hôi lạnh nó đương nhiên có thể nghe được ngô minh nói cái gì rõ ràng thái độ diễn kịch vừa rồi của nó đều uổng phí hiển nhiên nhân gia đã nhìn thấu suy nghĩ của nó từ lâu rồi trong lòng đối với ngô minh càng thêm kính nể không dám tái sinh nhị tâm lúc này đám người sài ca vương triều đều đã theo ngô minh vào tiểu khu giang tân bây giờ tất cả đều cảm thấy như đang trong mơ trên đời này vậy mà lại có người có thể trấn áp quỷ vương trong lòng đối với ngô minh cũng không có tùy ý như trước có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí một. Đương nhiên, sau đó bao gồm cả Sài Ca liền tỉnh táo lại, trong lòng họ vô cùng phấn khích. Không cần nói cũng biết, sau khi leo lên đại thụ như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn và sinh tồn, ít nhất có thể đi ngang trong khu vực an toàn này. Đặc biệt là Sài Ca, hắn ta đang suy nghĩ về cách sử dụng mối quan hệ của mình để gắn kết câu lạc bộ Vĩnh Lạc và Quỷ Vương đảng lại với nhau. Có Quỷ Vương đảng làm hậu trường câu lạc bộ Vĩnh Lạc chắc chắn có thể áp đảo các băng nhóm khác và trở thành thế lực lớn thứ tư ở Vũ Thành. Mà ở phía sau của bọn họ, những quan viên đến cầu xin quỷ vương giúp lấy lương thực ra khỏi thành cũng thành thật đi theo, lý do rất đơn giản, chính là Ngô Minh kêu bọn họ đi theo, còn nguyên nhân thì bọn họ không biết. Nhân vật mà ngay cả quỷ vương đảng cũng phải quỳ xuống nghênh tiếp, kêu bọn họ đi bên trái thì họ tuyệt đối không bao giờ dám đi bên phải. Trên đường đi, vương nhị bảo hết sức ân cần nói cho ngô minh rằng đám người giáo sư từ đang tạm thời ở nhà a mổ giáo sư từ bọn họ mấy ngày trước đi tới khu an toàn liền trực tiếp đến nơi này cũng may nhờ quỷ vương và hắn để lại một tâm nhãn sợ ngô minh sau đó giết trở về cho nên tôn trọng a mổ và gia đình cậu cùng với nhóm người giáo sư từ cho họ đồ ăn thức uống và coi họ như thượng khách vào lúc này có vẻ như quyết định này là khá sáng suốt bằng không nếu như lúc đó bọn hắn không có làm như thế hoặc đối xử bất lợi với những người này, đánh giá lão hắc và vương nhị bảo sẽ chết ngay lập tức. Nghe tin ngô minh đã trở lại, A mổ chạy ra đầu tiên và ôm anh một cái thật chặt, trong khi giáo sư từ, thiết mâu, nguyệt ảnh, tiểu ngô minh cùng với triệu ninh theo sau. Mấy người đều không có chuyện gì, ngô minh cũng là thở vào nhẹ nhõm, lập tức nói ngắn gọn vài câu với bọn họ, sau đó lấy ra tinh hạch nguyên lực trong ba lô giao cho giáo sư từ. Thiết mâu, nguyệt ảnh, còn có A mổ, ba người các ngươi nên dùng nhiều hơn một chút. Sức mạnh của những tinh hạch nguyên lực này hơi giống với nguyên khí. Mặc dù nó kém xa, nhưng đó là thứ duy nhất có thể tăng cường sức mạnh cho các ngươi trong giai đoạn này. Nếu như có hiệu quả, ta còn có thể đi kiếm thêm một ít. Sau khi Ngô Minh giải thích, hắn ta đưa lão hắc đến gặp các quan chức đến nhờ giúp đỡ. Mấy người này đang chờ trong phòng, vốn đã không yên lòng, vừa nhìn thấy Ngô Minh cùng lão hắc như sương đen đi vào, lập tức đứng dậy chào hỏi. Được rồi, nói về mục đích của các ngươi. Ngô Minh đi thẳng vào vấn đề, Sở Dĩ gọi những người này là muốn tìm hiểu kỹ tình hình ở Vũ Thành lúc này, thứ hai, đối phương nói ra ngoài thành Đoạt Lương. Theo như những gì mà Ngô Minh biết, chỉ có một kho dự trữ ngũ cốc cấp quốc gia bên ngoài thành phố, và thật trùng hợp khi một trung đoàn mà Đoạn Quốc Nghị đã điều động đi với lý do tập trận lại ở gần đó. Mặc dù hắn ta không nói rõ ràng, miễn là Đoạn Quốc Nghị không phải là một kẻ ngốc, tin chắc hắn ta sẽ kiểm soát nơi đó càng sớm càng tốt. Dù gì thì đồ ăn cũng đắt đỏ trong thời buổi khó khăn này, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt chính là cái đạo lý này. Trong trường hợp này, Ngô Minh cũng định nhân cơ hội này để liên lạc với đoạn quốc nghị và thích đình. Những quan viên này không dám nói vòng quanh mà trực tiếp biểu đạt thỉnh cầu, chỉ muốn quỷ vương hiệp trợ bọn họ ra khỏi thành đoạt lương, nhưng theo quan điểm của Ngô Minh đối phương trên thực tế là mượn uy thế lão hắc để kinh sợ quân bộ cùng người của công ty Tinh Hà, thế nhưng trong này liền có một vài vấn đề. Theo lý mà nói, ngay cả khi chuyện như trùng nhân xảy ra thì công ty Tinh Hà cũng có thể sẽ trăm phần trăm khống chế đại cục mới đúng, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải như vậy. Họ không chỉ để ban ngành lãnh đạo thành phố ban đầu mang theo cảnh sát bộ đội thoát ly rời đi, tự lập môn hộ, càng không thể trấn áp sự trỗi dậy của các tổ chức phi chính phủ như quỹ vương đảng, dẫn đến tình hình hỗn loạn hiện nay. Quan trọng hơn, nếu như dựa theo kế hoạch tân thế giới của công ty Tinh Hà, ngay cả khi phía Vũ Thành giải quyết vấn đề thì cũng nên có sự hỗ trợ từ bên ngoài, bởi vì không thể để những nơi khác đồng loạt nổ ra nguy cơ trùng nhân. Mà đã gần 10 ngày trôi qua, căn bản không có tiếp viện nào cả, rõ ràng điều này rất khác so với kế hoạch tân thế giới mà Ngô Minh đã thấy trước đây. Kế hoạch của công ty Tinh Hà là lật đổ trật tự thế giới ban đầu và trở thành người nắm quyền duy nhất, nhưng bây giờ xét theo tình hình ở vũ thành thì hoàn toàn không phải vậy dù sao thì ngay cả trùng nhân cũng có thể dựa vào một lượng lớn vũ khí công nghệ cao cũng có thể dễ giết chết vì vậy ngô minh muốn biết rõ tình hình bởi vì một suy đoán táo bạo đột nhiên xuất hiện đó là công ty tinh hà dường như đã mất kiểm soát với tình hình hiện tại nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chiến hạm màu đen mà ngô minh nhìn thấy trước đây nhất định không phải thứ mà công ty tinh hà có thể sản xuất đây là một biến số khó có thể biết trước mà càng quan trọng là giờ phút này khu an toàn vũ thành hỗn loạn cùng vô trật tự công ty tinh hà tuy là thế lực lớn nhất nhưng lại không thể chân chính khống chế cục diện điều này không khỏi làm ngô minh đem hai bên liên hệ với nhau nói không chừng hiện tại công ty tinh hà bên kia cũng xuất hiện đại phiền toái về phần phiền toái là gì ngô minh không biết nhưng ít nhất công ty tinh hà cũng không có thời gian để quan tâm đến vũ thành bằng không nơi này đáng lẽ thuộc công ty tinh hà thống nhất quản lý những quan chức này lúc này đang trả lời mọi câu hỏi cũng không dám che giấu chút nào qua lời nói của những quan chức này ngô minh đã khẳng định suy đoán của mình đó chính là cục diện trước mắt đã hoàn toàn mất khống chế đối với cục diện mất khống chế này tuy ngô minh chỉ là phỏng đoán nhưng từ tình huống hiện tại ước chừng không sai biệt lắm có thể bên ngoài vũ thành đã xảy ra chuyện không lường trước được bằng không thì không thể giải thích được tình hình hỗn loạn hiện tại ở vũ thành suy cho cùng việc thiếu liên lạc Mất điện thực chất chỉ là hoạt động của công ty Tinh Hà, họ vẫn nắm vững công nghệ hiện đại của loài người. Trong số những thứ khác, đáng lẽ có thể gửi một số máy bay để hỗ trợ Vũ Thành chiến đấu chống lại lũ trùng nhân, nhưng trên thực tế không có quân tiếp viện nào đến cả. Yêu cầu những quan chức đó tạm thời quay lại, Ngô Minh quyết định đi một chuyến đến bộ chỉ huy tạm thời, cũng chính là quân bộ để tìm hiểu một chút tình báo, dù sao thì thông tin quan trọng thực sự nằm trong tay công ty Tinh Hà và chỉ có họ mới biết được điều gì đã xảy ra. Lão Hắc, ngươi đi ra ngoài với ta. Ngô Minh đối với quỷ vương nói, người sau dù có miễn cưỡng cũng không dám từ chối, chỉ có thể thành thật đi theo Ngô Minh. Ngô Minh mang theo lão Hắc tự nhiên cũng có cân nhắc riêng, nói đến sức chiến đấu, lúc này chỉ có quỷ vương này mới đủ tư cách trợ giúp hắn ta, những người khác, ngay cả thiết mâu và nguyệt ảnh cũng hơi chút không đủ, đi bộ chỉ huy tạm thời nhất định sẽ gặp phải trở ngại cùng phiền phức người khác sẽ không giúp được mà còn có thể kéo mình xuống nước để bọn họ dùng tinh hạch nguyên lực cường hóa bản thân trước tiên bước ra khỏi tiểu khu giang tân lão hắc biến thành một cái bóng gắn vào cái bóng của ngô minh đây là một trong những năng lực của nó ngô minh hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng vị quỷ vương này từ sự việc này có thể thấy đối phương là một tên cỏ đầu tường tiêu chuẩn khi mình cường thế thì quỳ gối đầu hàng một khi yếu thế thì rất có thể nó sẽ trả đũa nếu là trong nguyên khí thế giới Ngô Minh sớm đã tiêu diệt cỏ đầu tường quỷ vương từ lâu, nhưng bây giờ Ngô Minh thực sự cần năng lực của quỷ vương. Nói đến quỷ vương này, tương tự như quỷ vương trong nguyên khí thế giới, thực lực của nó đã có thể đạt tới cấp bậc lãnh chúa Andromat, là tiêu chuẩn của sinh vật cấp 5. Một trợ giúp như vậy không là gì trong nguyên khí thế giới, nhưng ở đây nó có thể giúp ích rất nhiều. Ý thức mà Ngô Minh đưa vào cơ thể của Lão Hắc đã đánh cắp một số khả năng của Lão Hắc, đối phương có thể nói là quỷ theo nghĩa thông thường, về cơ bản, quỷ trong phim kinh dị có thể làm được gì thì nó cũng có thể làm được như vậy. Đầu tiên là làm rối loạn tâm trí, khiến người ta sản sinh ảo giác. Lợi ích của khả năng này là không thể phủ nhận. Khiến người ta sinh ra ảo giác có thể phá vỡ ngũ quan của người khác, ví dụ như lúc này, khi Ngô Minh bước ra khỏi cửa gian bân, người gác cổng mới ở cửa giường như không nhìn thấy Ngô Minh, không biết có người đã rời đi. Đây là lý do tại sao Ngô Minh yêu cầu lão hắc tạo ảo giác cho những người này để họ không thể nhìn thấy hắn ta rời đi. Tương tự như vậy, muốn đi vào quân bộ, Ngô Minh không cần phải trốn đằng đông nấp đằng tây vượt lên phiên dưới nữa. Chỉ cần mang theo lão hắc là có thể đánh lừa ánh mắt vệ binh, nên ngang bước vào. Tất nhiên, ảo giác không thể đánh lừa các thiết bị điện tử. Nhưng tình hình hiện tại là đặc biệt, tin rằng ngay cả bộ chỉ huy tạm thời của công ty Tinh Hà cũng không thể được trang bị thiết bị giám sát điện tử tiên tiến, không thể không nói, đây là công ty Tinh Hà tự trói tay chân, tự làm tự chịu. Có thể nói, việc đặt bộ chỉ huy tạm thời trong khu an toàn là điều không ai biết. Ngô Minh không cần hỏi người khác, Lão Hắc cũng biết, bởi vì Lão Hắc đã từng tới đó, đương nhiên lúc đó coi như là khách nhân. Trời đã về đêm, trên đường phố có những người vô gia cư dựa vào bếp lửa và chăn ga gối đệm để sưởi ấm, có người ngủ ngon, có người thất thần, có người cảnh giác bốn phía nhìn trộm đồ ăn, tài sản của người khác. Chúng sinh Bách Thái, có thể nói đây là cách diễn giải sắc bén và sinh động nhất trong vùng an toàn này. Ngô Minh đi hết quãng đường và đến thẳng bộ chỉ huy tạm thời, chẳng bao lâu sau anh nhìn thấy một khách sạn, đây là bộ chỉ huy tạm thời. Trong vòng 100 âm từ lối vào có một khu vực cấm, không ai được phép đến gần. Các công sự xếp chồng lên nhau, có bao cát vây quanh toàn bộ tòa nhà và hơn 300 binh sĩ được trang bị vũ khí dày đặc bảo vệ cả ngày lẫn đêm. Trong số những người lính này, Ngô Minh nhận thấy ít nhất một nửa trong số họ là những người đã được tăng cường sức mạnh bằng một loại thuốc nào đó từ công ty Tinh Hà, những người này thể trạng càng cường tráng hơn, hơn nữa tinh lực dồi dào, coi như mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng có thể. Tuy nhiên, dù phòng thủ có hung hãn đến đâu thì cũng vô dụng dưới khả năng gây ảo giác của lão hắc. Lấy năng lực hiện tại của lão Hắc, một lần đối với hơn trăm người chế tạo ảo giác không có bất cứ vấn đề gì, mà Ngô Minh từ một mặt tiến vào thì số lượng binh lính mà hắn ta phải đối mặt cũng chỉ có 50 60 người. Vì vậy, Ngô Minh bước vào dưới mí mắt của họ. Cơ sở vật chất bên trong về cơ bản vẫn giữ nguyên bố cục của khách sạn, nhưng một số thay đổi đã được thay đổi, chẳng hạn như phòng họp lớn, chẳng hạn như sở chỉ huy tác chiến và bản đồ của vũ thành treo trên tường, chỉ có điều Ngô Minh chú ý tới một điểm trên tấm bản đồ khổng lồ có một vòng tròn được vẽ bằng những đường màu đỏ xung quanh vũ thành giống như một cái lồng bao phủ toàn bộ vũ thành điều khó hiểu hơn nữa là bên ngoài vòng tròn màu đỏ có ghi dòng chữ không xác định cực kỳ nguy hiểm ngô minh cao mày trong lòng lập tức hiện lên một tia điềm gỡ khách sạn này hiển nhiên có thiết bị phát điện khẩn cấp cơ bản có thể đảm bảo ánh sáng một số chỗ còn sáng đèn bởi vì mới một giờ chiều nên rất nhiều người vẫn đang thảo luận ở đây ở một góc xa bày rất nhiều thiết bị như là dùng để thông tin, có ít nhất 4 năm nữ quân nhân đang không ngừng cố gắng gọi điện thoại, nhưng từ biểu hiện của họ, hiển nhiên là không có phản ứng. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, lập tức cười lạnh một tiếng đi tới. Những gì Ngô Minh nhìn thấy là đối tượng mà hắn ta đã truy sát ngày hôm đó, chính người này đã gài bẫy mình và cho nổ tung khách sạn lệ hoa. Không thể không nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hơn nữa Ngô Minh có thể thấy được người này mới là người chủ sự chân chính ở đây, ngay cả một số người có cấp tướng cũng phải thành thật đi qua báo cáo với gã. Đại sảnh có hơn 50 người, nhưng đối với Ngô Minh chuyện này cũng không là gì, anh lập tức quay đầu lại liếc nhìn lão Hắc một cái, nó rùng mình một cái, lập tức hiểu ra mình nên làm gì. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh giống như quỷ sa cuốn ra, trực tiếp kéo đối phương đi, nhưng trong ánh mắt của những người khác không ai để ý có một người đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất, lão hắc thân là quỷ vương trăm năm, có thể tạo ra không gian ảo giác, giống như bức tường sen kẻ, lúc này, đối phương đã bị kéo vào trong lớp sen kẻ này. Giám đốc họ Chu tỉnh táo lại thì thấy gã vẫn ở chỗ cũ nhưng mọi người xung quanh đều ngoảnh mặt làm ngơ, điều đáng sợ nhất là gã thấy thế giới xung quanh mình có chút quái lạ, một mảnh mờ mịt, đương nhiên gã không có tiếp tục nghiên cứu những khác biệt này, thay vào đó là nhìn hai người đột nhiên xuất hiện mấy mét trước mặt. Hay đúng hơn là một người một quỷ. Điều thú vị là gã ta biết cả người này và quỷ kia, trước tiên hãy nói về Quỷ Vương, chắc chắn rằng hầu như không ai trong khu vực an toàn lúc này lại không biết đến Quỷ Vương, từ trên người đối phương tỏa ra những khí tức âm lãnh kia liền đủ để chứng minh thân phận của đối phương. Về phần người kia, khi giám đốc họ Chu nhìn thấy lập tức con mắt trợn tròn, một mặt không dám tin tưởng. Là là ngươi, ngươi còn sống. Giám đốc họ Chu lập tức hoảng sợ, Đối phương đến tột cùng tiến vào như thế nào? Hơn nữa gã cũng không ngốc, lúc này trong mắt gã Quỷ Vương vô cùng khủng bố không thể trêu chọc, lại đứng ở phía sau cung kính người này, điều này nói rõ cái gì. Vì vậy, giám đốc họ Chu có chút hoảng hốt, thế nhưng gã cố gắng trấn định, lại lạnh lùng nói, ngươi chớ làm loạn, nơi này là địa bàn của ta. Lão hắc, hắn không thành thật cho lắm, để cho hắn hiểu rõ tình hình hiện tại một chút đi. Ngô Minh không thèm nói chuyện vô nghĩa với đối phương trực tiếp ra lệnh, lão hắc phía sau lập tức xua tay, một ngón tay của giám đốc họ chu trực tiếp bị bẻ gãy, đau đớn kịch liệt khiến gã ta hét lên. Nhưng điều kỳ lạ là có rất nhiều người xung quanh nhưng không ai nghe thấy, càng không có một người nào chú ý tới nơi này. Ta đã biết, ta sẽ phối hợp mọi chuyện, ngươi kêu ta làm gì cũng được. Giám đốc họ chu lần này là thành thật, gã ta biết được thủ đoạn của quỷ vương đã vượt quá nhận thức bình thường của con người. Tiếng hét của mình ngay cả vệ binh bên ngoài cũng có thể nghe thấy được, nhưng những người xung quanh cách đó vài mét đều ngoảnh mặt làm ngơ, hiển nhiên đối phương muốn giết cả cũng không ai hay biết. Ta có một vài vấn đề hỏi ngươi, trả lời sai, hoặc là gạt ta, lão hắc, ngươi trực tiếp giết chết hắn. Ngô Minh nói, không cho đối phương thời gian suy nghĩ, trực tiếp hỏi, ngươi ở công ty Tinh Hà có chức vị gì? Ta là giám đốc cấp 4, Chu Khang Minh, phụ trách kế hoạch tân thế giới của Vũ Thành. Giám đốc họ Chu thật sự không dám giấu giếm gì, trực tiếp trả lời. Công ty Tinh Hà biết gì về tình hình của Vũ Thành? Tại sao họ không gửi quân tiếp viện? Ngô Minh hỏi trực tiếp trọng điểm, Chu Khang Minh sợ chết khiếp, lập tức trả lời, ta không biết, là... Là như vậy, từ 8 ngày trước, ta đã mất đi tất cả liên hệ với công ty, vì lẽ đó không có tiếp viện. Quả nhiên, Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình, tuy anh đã đoán được vấn đề này, nhưng lúc này sau khi được xác nhận vẫn khiến ngô minh cảm thấy khó tin chuyện gì đã xảy ra vậy mà đối phương lại mất liên lạc với công ty tinh hà người khác không thể sử dụng thiết bị liên lạc nhưng đối với công ty tinh hà mà nói thì không vấn đề gì tại sao ngô minh tiếp tục hỏi có một lớp sương mù xung quanh vũ thành dường như có thể cô lập tất cả các tín hiệu không ai trong số những người lính chúng tôi cử đi có thể quay lại khi họ đi vào sương mù vấn đề này được bảo mật cao và không ai biết về nó ngoại trừ một số sĩ quan cao cấp và ta bởi vì chúng ta sợ gây ra hoảng loạn và chúng ta cũng sợ mất quyền kiểm soát quân bộ hiện tại vũ thành trên thực tế chính là một khốn thành chúng ta căn bản không biết bên ngoài phát sinh tình huống thế nào bằng không cũng sẽ không tạo thành cục diện như hiện tại chu khang minh nói đến đây cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu rõ ràng vấn đề này đã quấy nhiễu gã rất lâu nhưng gã ta cũng không dám biểu hiện ra dù sao có chỗ dựa công ty Tinh Hà, những quan quân và binh sĩ bị mua chuộc sẽ tuân theo mệnh lệnh, bằng không một khi thất thố mất khống chế, như vậy cái thứ nhất xui xẻo sợ sẽ là bọn họ. Sương mù Ngô Minh đang nghe truyện trên TV audio CV sững sờ, nhìn bộ dáng Chu Khang Minh xem ra gã ta không phải đang nói dối, nhưng đây không phải trong nguyên khí thế giới, làm sao có loại sương mù có thể cách ly hết thảy tín hiệu. Và sương mù bình thường làm sao có thể vây lấy Vũ Thành, trừ khi đây không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn giản, và theo quan điểm hiện tại, tình hình có lẽ còn muốn phiền phức và gây go hơn Ngô Minh nghĩ. Trong lúc Ngô Minh đang suy nghĩ, Chu Khang Minh ngược lại không dám nhúc nhích, gã cũng đã từng nghe nói qua về năng lực quỷ vương. Lúc trước gã đã từng muốn khống chế quỷ vương để bản thân sử dụng, kết quả phái đi hơn 10 binh sĩ cường hóa vậy mà lại bị quỷ vương một chiêu khói đen nuốt hết, sống không thấy người, chết không thấy xác từ đó về sau không dám khiêu khích quỷ vương nữa nhưng gã ta không bao giờ tưởng tượng được quỷ vương lại là thuộc hạ của ngô minh hơn nữa đối phương dĩ nhiên có năng lực thần không biết quỷ không hay đến nơi này về phần ngô minh còn kinh khủng hơn chu khang minh vẫn có thể nhớ rõ cảnh tượng đối phương phản kích và truy sát gã vào đêm đó lúc đó khách sạn lệ hoa sụp đổ mà đối phương vẫn còn sống nếu như trước kia có thể có được sự hậu thuẫn của công ty chu khang minh cũng không sợ hãi đối thủ dù mạnh cỡ nào cũng không thể sánh bằng vũ khí sinh học do công ty phát triển. Nhưng hiện tại đã mất liên lạc với công ty, đội trưởng hắc y nhân mạnh nhất bên người cũng bởi vì tiến vào trong sương mù mất đi tin tức, gã ta đã thành người cô đơn, lúc này tự nhiên hiểu rõ tình thế, cho nên vừa rồi gã nói thật ra không có một chút hư ngôn nào cả. Lão hắc, bám thân, tiêu diệt linh hồn tên này. Đột nhiên, ngô minh ra lệnh, hóa ra là lệnh cho quỷ vương động thủ. Lúc đó Chu Khang Minh còn đang suy nghĩ lung tung, nhưng gã ta không ngờ Ngô Minh lại trực tiếp kết án tử gã ta, vừa định nói gì đó, lão hắc kêu lên một tiếng kỳ quái, hóa thành một đám sương mù đen kịp cuốn lấy Chu Khang Minh. Ngô Minh đã biết thủ đoạn của lão hắc, bao gồm cả bám thân như thế này, có câu nói chính là quỷ nhập vào người, chỉ có điều bình thường quỷ cùng linh thể còn không có cách nào giết chết ý thức ký chủ. Nhưng lão hắc thì khác, nó là lão quỷ trăm năm, làm được điều này không khó. Một lúc sau, sương mù màu đen tan đi, Chu Khang Minh trong mắt lóe lên một chút thần sắc tàn nhẫn mà quỳ xuống bên người Ngô Minh, giọng nói của lão hắc vang lên, "Tiền bối, ta đã bám lên trên người hắn rồi, tiêu diệt linh hồn của hắn rồi." Ngụ ý là Chu Khang Minh thật sự đã chết, đối với loại người này có thể gây chuyện bất cứ lúc nào, Ngô Minh đương nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ từ việc hắn ta bị gia hỏa này hãm hại ở khách sạn Lệ Hoa đã khiến Ngô Minh muốn giết cả từ lâu. So với Chu Khang Minh Tuy lão hắc cũng là quỷ nhưng ngô minh dễ điều khiển hơn, sau khi lấy được linh lực thì ý thức thể của ngô minh gần như hoàn hảo, dựa vào ý thức thể cường hãn, bất kỳ linh thể nào cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với ngô minh. Ngay cả quỷ vương trăm năm như lão hắc cũng không làm được, ngô minh khống chế lão hắc càng dễ dàng hơn, chỉ cần đối phương có giả tâm phản loạn, ngô minh thôi thúc thần thức là có thể giết chết lão hắc. Không thể không nói, ý thức thể trải qua dị hóa của ngô minh có thể nói là ác chủ bài của hắn ta. Nếu một ngày nào đó, thân thể Ngô Minh bị phá vỡ lần nữa chỉ còn lại ý thức thể, vậy thì sức mạnh của Ngô Minh nhất định có thể sánh ngang với Quỷ Vương ngàn năm. Hiện tại, chỉ huy cao nhất của bộ chỉ huy tạm thời đã bị lão Hắc thay thế. Có thể nói, hiện tại Ngô Minh không tốn một binh một tốt đã kiểm soát lực lượng vũ trang lớn nhất trong khu an toàn. Bước tiếp theo, Ngô Minh dự định thăm dò thực tế khu vực sương mù bên ngoài vũ thành, trong tay sở chỉ huy tạm thời chỉ có vài chiếc trực thăng. Trong đó có một chiếc là chim ưng biển, tính năng tốt hơn trực thăng bình thường rất nhiều, còn lão Hắc bám thân Chu Khang Minh nên dễ dàng có được quyền điều động chiếc máy bay này. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết lão Hắc không thể làm quá mức, bằng không một khi xảy ra vấn đề, cho dù có sự trợ giúp của thân phận Chu Khang Minh cũng không thể khống chế được tình hình. Tình huống hiện tại thực ra cũng giống như thảm họa nguyên khí mà Ngô Minh đã trải qua ban đầu, nhưng trên thực tế nếu những gì chu khang minh nói là sự thật thì tình hình có thể nghiêm trọng hơn hiện tại quân bộ cũng chia thành vài phe phái ở bề ngoài đều phục tùng chu khang minh và phân bộ công ty tinh hà nhưng một khi xác định công ty tinh hà không thể tiếp tục kiểm soát tình hình như vậy bọn họ trăm phần trăm sẽ không nghe theo mệnh lệnh của chu khang minh nữa thuyên chuyển một máy bay là công dụng lớn nhất của chu khang minh đối với ngô minh hiện tại đương nhiên là không thể làm vào ban đêm cho nên anh chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau rời khỏi lão hắc đóng vai chu khang minh trong đại bản doanh ngô minh chỉ còn lại một mình khu vực an toàn về đêm nên yên tĩnh hơn nhiều gió đêm khá buốt nhìn lên bầu trời ngô minh nhận ra sau khi mình leo ra từ trong phế tích bầu trời dường như là một màu xám xịt lúc đầu ngô minh còn tưởng là mây nhưng hiện tại xem ra không đơn giản như vậy Lúc này với nhãn lực của Ngô Minh mà hắn ta còn không thể nhìn thấy sao trên bầu trời, ngay cả ánh trăng cũng chỉ là một mảnh rất mơ hồ, rất nhanh ngô minh phát hiện thấy sự kỳ lạ của những đám mây trên bầu trời tầng mây bình thường sẽ di chuyển và biến dạng từ từ theo hướng gió nhưng lúc này tầng mây trên bầu trời lại bất động như một bức tường và sau khi xem nó một thời gian dài ngô minh luôn có một cảm giác dường như trong tầng mây đó có thứ gì đó đang nhìn trộm cả vũ thành trở lại tiểu khu giang tân ngô minh vô tình gặp tiểu ngô minh hơn nữa nhìn dáng dấp của đối phương tự hồ là có lời muốn nói ta muốn tìm những người bạn cũ của ta nếu họ cũng ở trong vùng an toàn ta cũng muốn tìm họ lúc này tiểu ngô minh hiển nhiên đã tiếp nhận việc cường hóa bằng tinh hạch nguyên lực và hắn ta có được một dị năng nào đó so với người bình thường đã mạnh mẽ hơn rất nhiều ngô minh vừa nghe liền biết ý của đối phương đi thôi mang theo vài người nữa ngô minh đương nhiên đồng ý hơn nữa ngô minh đoán cũng có thể đoán ra đối phương muốn đi giúp ai lý hạ hẳn là ở trong số đó nhưng ngô minh cũng không định gặp lý hạ trên thế giới này kể cả thích đình cũng như thế tuy các nàng như thế nào đi nữa cũng không phải một người không có đồng thời cộng sinh tử bọn họ đều là người xa lạ trong lòng ngô minh là các nàng trong nguyên khí thế giới ngô minh nhìn tiểu ngô minh vui vẻ rời đi trong lòng chợt trào dâng một cảm xúc loại cảm xúc này rất khó nói thậm chí còn khiến cho ngô minh thở không ra hơi nói tóm lại ngô minh rất nhớ nhà anh nhớ ngô thành của mình nhớ người phụ nữ của mình và thậm chí cả đứa con chưa xuất thế của mình nhưng hiện tại anh không nghĩ ra cách nào để quay lại tất nhiên ngô minh đã cố tình tránh né vấn đề này nhưng đôi khi cần đối mặt thì phải đối mặt chính là nếu thật sự vĩnh viễn không thể trở lại nguyên khí thế giới vậy phải làm sao bây giờ ngay cả một người ý chí kiên định như ngô minh cũng sẽ nghẹt thở và choáng ngợp khi nghĩ đến điều này trong hành lang ngô minh chỉ đứng đó một lúc lâu không thể kiềm chế tâm trí nhớ lại những cảnh tượng trước đây, tuy rằng rời khỏi nguyên khí thế giới không lâu, nhưng Ngô Minh cảm giác như đã mấy chục năm trôi qua. Giáo sư Từ, Thiết Mâu, Nguyệt Ảnh hiển nhiên cũng thấy Ngô Minh đang thất thần ở hành lang, nhưng vào lúc này không có ai trong số họ tiến lên quấy rầy anh, không chỉ bởi vì trên người Ngô Minh tản ra khí tức bi thương không tên, mà bởi vì ánh mắt của Ngô Minh lúc này không có tiêu điểm, cho dù có người muốn tiến lên phía trước. Cũng bị Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh ngăn lại chỉ có hai người họ và a mổ có thể hiểu được tâm trạng của ngô minh lúc này bọn họ đều từ nguyên khí thế giới tiến vào thế giới này nhưng bọn họ khác với ngô minh bọn họ là ý thức xuyên qua ở trên cái thế giới này bọn họ cũng có thân phận cũng có sinh mệnh ký ức của chính mình cho dù không thể trở về nguyên khí thế giới họ ở đây cũng có một cảm giác mạnh mẽ của bản sắc nhưng ngô minh thì khác ngay cả bây giờ anh ấy vẫn lạc nghiệp với thế giới này lúc này A mổ đi tới nghiêng đầu nhìn Ngô Minh, sau đó đứng bên cạnh anh. Một lúc lâu, cuối cùng Ngô Minh cũng nén nỗi nhớ trong lòng, quyết tâm dù thế nào cũng phải quay về, có người yêu và bạn bè của chính mình trong nguyên khí thế giới, mặc dù cho đến nay Ngô Minh vẫn không có manh mối làm thế nào quay trở lại, nhưng anh tin cuối cùng mình sẽ tìm ra cách. A mổ, có nhớ nhà không? Ngô Minh quay đầu lại, thấy A mổ đứng bên cạnh, đột nhiên lớn tiếng hỏi, A mổ nhìn chầm chầm vào Ngô Minh, ngay lập tức nói không do dự, muốn. Vậy ta nhất định mang cậu trở lại. Ngô Minh đưa tay sờ sờ đầu A Mổ, nguyên bản lún cuốn cùng mê mang quét đi sạch sành xanh. Giờ khắc này, anh vẫn là Ngô Minh gần như vô địch, tương lai làm sao tuy rằng còn chưa xác định, nhưng anh nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để có thể tồn tại cho đến lúc đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Khang Minh bị lão hắc bám thân ra lệnh cho 20 binh lính tinh nhuệ cùng nhau đi thăm dò ngoài thành, còn ngô minh hóa trang thành quân nhân tiến vào chiến đấu cơ chim ưng biển duy nhất do quân bộ điều khiển ngô minh không cho a mổ và nguyệt ảnh đi cùng dù sao không ai biết trong sương mù có gì ngô minh đã nghĩ về điều đó cả đêm qua nếu sương mù không bao phủ hoàn toàn vũ thành thì chắc chắn phải có lý do có lẽ vũ thành có một sức mạnh mà hắn ta không biết có thể ngăn sương mù xâm nhập tóm lại bây giờ ở trong vùng an toàn sẽ an toàn hơn đối với trùng nhân nó sẽ không ra thể thống gì trong thời gian ngắn Con người đã biết họ có thể cải thiện sức mạnh của mình thông qua hạt tinh hạch nguyên lực Một sự cân bằng có thể được hình thành khi số lượng người được cường hóa tăng lên Chưa kể đến việc vẫn còn hàng chục nghìn binh lính ngoài đó Lần này, chỉ có lão hắc người đã chiếm thi thể của Chu Khang Minh Và hàng chục binh lính khác không hề hay biết gì Chim ưng biển có hai cánh quạt khổng lồ có thể thay đổi góc độ, nó có thể cất cánh và hạ cánh như một chiếc trực thăng và cũng có thể có khả năng tầm xa mạnh mẽ. Về mặt chiến thuật, là sản phẩm dung hòa có tính đến hiệu suất của cả hai loại máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu. Chẳng mấy chốc, máy bay đã cất cánh bay xa, khi lên máy bay Ngô Minh không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn mây và sương mù bên ngoài, về phần lão Hắc, có lẽ nó rất hưởng thụ cảm giác làm sĩ quan, đang nói điều gì đó với sĩ quan phụ tá, khi nói vui thì cũng bật ra vài tiếng cười tự mãn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngô Minh cũng không có quản nó, chẳng mấy chốc, máy bay đã bay qua những tòa nhà cao tầng phía dưới, có thể nhìn thấy ngoại vi của Vũ Thành, trên mặt đất có lẽ vì có chướng ngại vật nên không nhìn thấy được sương mù phía xa, nhưng trong không trung, vào lúc này, nó rất rõ ràng. Có một bức tường sương mù khổng lồ xung quanh Vũ Thành, từ mặt đất lên đến bầu trời, bao quanh toàn bộ Vũ Thành, giống như một lồng pha lê vô hình để bảo vệ Vũ Thành khỏi bị sương mù vô tận nuốt chửng. Phải nói cảnh này khá chấn động, đường ranh giới của sương mù rất rõ ràng nên hiệu ứng hình ảnh còn kinh ngạc hơn. Từ từ tiếp cận, bị thắt tất cả vũ khí tiến vào trạng thái sẵn sàng xả kích. Bên này lão hắc được ngô minh ám chỉ liền ra lệnh, lập tức tốc độ của chim ưng biển chậm lại, vũ khí bên ngoài thân máy bay đã được bật lên và có thể nổ súng bất cứ lúc nào, trong khi bên trong khoang các chiến sĩ đặc nhiệm cũng sắp xếp súng ống trang bị đeo khẩu trang và kính bảo hộ chờ lệnh của chỉ huy các cánh máy bay bắt đầu buông thõng xuống và nó bắt đầu từ từ lượng vòng trước mặt sương mù sương mù bắt đầu bị thổi bay dưới áp lực gió rất lớn của hai cánh quạt thế nhưng quỷ dị là những khu vực sương mù bị thổi bay đã tụ lại gần như ngay lập tức máy bay lượng vòng trong vài tuần và bắt đầu hạ cánh chậm sau khi xác định không có nguy hiểm trong vòng một km vừa hạ cánh trong lúc hai cánh quạt còn quay, cửa máy bay mở ra, các chiến sĩ thiện chiến lao xuống chia làm hai đội, phân tán ngồi xổm xuống tiến hành cảnh giới, sau đó lão Hắc vênh váo xuống dưới, Ngô Minh đang mặc đồng phục chiến đấu đặc biệt, với kính mũ bảo hiểm và mặt nạ phòng độc, đóng vai người bảo vệ lão Hắc. Những người lính đến lần này đều là tư binh của Chu Khang Minh, đều là người của công ty Tinh Hà đã được tăng cường sức mạnh. Người lính nào cũng có thể chất gấp đôi hoặc hơn người bình thường sức mạnh chắc chắn bù đắp 100 binh lính bình thường trở lên. Giám đốc, không có nguy hiểm ở gần đây. Một người lính bước tới và báo cáo. Lão Hắc bắt chước Chu Khang Minh vẫy vẫy tay, sau đó nói, lần này phải thăm dò sương mù để có thể liên lạc với công ty, hoàn toàn khống chế Vũ Thành, để lại năm binh sĩ và phi công canh gác máy bay, những người khác đi theo ta tiến vào. Rõ. Lúc này lão Hắc mang một mặt nạ hô hấp, dẫn đầu đi vào trong sương mù dày đặc. Kỳ thực nó không cần đeo những thứ này, nhưng vì diễn xuất thì nhất định phải làm như vậy, huống hồ lão Hắc tuy không sợ hãi, nhưng cơ thể của Chu Khang Minh mà bây giờ nó đang chiếm giữ vẫn cần được bảo vệ. Những người khác nhanh chóng theo sau, Ngô Minh ngay lập tức cảm thấy như thể mình đã bước vào một thế giới khác và một không gian khác khi bước vào lớp sương mù dày đặc, máy bay và binh lính phía sau cho Ngô Minh cảm giác rằng họ đang ở rất xa không có gì ngạc nhiên khi các máy liên lạc vô tuyến cá nhân mà họ đang đeo ngay lập tức mất tác dụng khi đi vào vùng sương mù dày đặc. Mặc dù sương mù dày đặc, nhưng nó không thể đạt đến mức không thể nhìn thấy ngón tay của mình, ít nhất vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy người trong phạm vi 4 năm bé, mười mấy người chỉ cần cách nhau không xa cũng có thể nhìn thấy. Ngô Minh đã đi vào rất nhiều loại sương mù dày đặc, cái mà Ngô Minh ấn tượng nhất trước đây là loại sương mù màu đen mà hắn ta gặp phải khi đi đến đế quốc thú nhân. Ít nhất hiện tại, Cấp độ nguy hiểm của sương mù đen đối với Ngô Minh là nguy hiểm nhất, nhưng không biết tại sao, sau khi Ngô Minh tiến vào trong sương mù này thì trong lòng giống như có kiếm treo, trong lòng vẫn luôn có chút không yên. Mặc dù từ trước đến nay không gặp sự cố gì, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cảm giác bất an không hề giảm mà còn tăng lên. Lão hắc phía trước cũng có thể được coi là nhạy cảm, cũng nhận ra vấn đề nên thỉnh thoảng nhìn lại Ngô Minh. Trong sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy những tòa cao ốc hai bên và vài chiếc ô tô bị bỏ hoang, nhìn lại bóng của máy bay thì hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Tính khoảng cách, tiến vào sương mù cũng có khoảng 150 mét. Mà ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Ngay tại chỗ mà Ngô Minh vừa đi tới, một luồng sáng kỳ dị chợt lóe lên, giống như tia lửa đột nhiên xuất hiện, và khoảnh khắc tiếp theo, trong phạm vi 2-3 mét của khu vực vừa rồi đột nhiên xuất hiện một quả bóng, giống như một bong bóng, trong nháy mắt biến mất, nhưng Ngô Minh vừa nhìn thấy đã lập tức biến sắc. Bởi vì Ngô Minh nhìn thấy chỗ đó nguyên bản một chiếc xe hơi đậu ở đó dĩ nhiên chỉ còn dư lại một nửa. Cái gì gọi là chỉ còn dư lại một nửa? Nói một cách đơn giản, nó giống như một chiếc bánh mì sandwich đột nhiên bị một kẻ vô hình cắn nát, một miếng bị thoát ra ngoài không trung và vết rạch chỉnh tề như một đoạn đậu phụ được cắt bằng một lưỡi dao. Những người khác cũng nhận ra sự khác thường, nhưng không ai nghĩ tới ngay cả Ngô Minh cũng không có phản ứng gì tiếp theo một tia lửa và quả bóng kỳ lạ xuất hiện bên cạnh một binh lính đặc nhiệm. Người sau còn chưa kịp phản ứng, đã bị quả bóng bao bọc nửa người, trong nháy mắt quả bóng biến mất, bộ phận bị bao phủ của lính đặc nhiệm cũng biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại hai bắp chân đẫm máu và một nửa cánh tay. Không tốt. Đồng tử của Ngô Minh co rụt lại, anh lập tức nhận ra nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm này ngay cả hắn ta cũng khó có thể chống đỡ được, có lẽ để xác nhận lời nói của Ngô Minh, phía sau có một loạt tia lửa tiếp theo là loại bong bóng có thể nuốt chửng mọi thứ chỉ trong hai hoặc ba giây thêm ba lính đặc nhiệm chết sau lưng họ một phần cơ thể của họ biến mất không thể giải thích được một người trong đó gồm một cánh tay và nửa lồng ngực cùng nửa cái đầu đều không còn nhưng không có lập tức tử vong trừng mắt mắt muốn nói điều gì đó nhưng cũng chỉ có thể phun ra một nguồn máu ngã xuống đất chạy đi ngô minh hét lên và lao về phía trước ngay lập tức đám bọt khí nuốt chửng đáng sợ này xuất hiện từ phía sau nên chạy lùi chắc chắn không phải là một hành động khôn ngoan, cách duy nhất để sống sót lúc này là chạy về phía trước. Lão Hắc hiển nhiên là người thứ hai có phản ứng, cũng nhanh chóng chạy trốn, nhưng lúc này tình thế vô cùng hỗn loạn, phía sau không chỉ có bọt khí nuốt chửng kinh hoàng, mà hai bên trái phải bắt đầu xuất hiện bọt khí nuốt chửng khủng bố, giống như bị chôn vùi chất nổ dưới nước. Bang, bang 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 nổ liên tục, mọi người hiện tại chạy trối chết, cực kỳ hỗn loạn. Ngô Minh vừa mới phát ra thần thức dò xét những bọt khí nuốt chững kia, nhưng kết quả khiến anh vô cùng kinh hãi. Sau khi thần thức của mình chạm vào những bọt khí nuốt chững kia cũng biến mất, hoàn toàn biến mất, giống như một liên kết bị cắt đứt bị chuyển đến một không gian khác ngay lập tức. Điều này làm cho Ngô Minh biết, ngay cả mình mà bị bọt khí nuốt chững cũng nhất định sẽ chết, lão hắc cũng giống như vậy, thứ đó còn có thể cắn nuốt sống thần thức của mình, càng không nói đến lão hắc. Ngô Minh chạy một hồi, trong lòng đột nhiên có một tia cảnh cáo, đột nhiên một tia lửa lóe ra vọt tới trước mặt Ngô Minh. Đệt. Trong phút chốc, tóc gáy toàn thân Ngô Minh đều dựng đứng, một hồi nguy cơ sinh tử trong nháy mắt khiến cho Ngô Minh triệt để bộc phát tiềm lực. Hầu như khi bọc khí nuốt chuẩn xuất hiện, thân thể Ngô Minh bỗng nhiên hướng về bên trái khẩn cấp biến hướng nhảy ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mặc dù là như thế, bọc khí nuốt chuẩn kia đột nhiên xuất hiện cũng cuốn đi một tầng quần áo của Ngô Minh thậm chí là bao gồm ngô minh một tầng tóc gáy. Đây là ngô minh, đổi lại những người khác căn bản không có khả năng trốn thoát, có thể nói nhất định phải chết. Sau đó, ngô minh lập tức tăng sức mạnh cơ bắp lên 160%, để tốc độ phản ứng và tốc độ chạy của anh ấy có thể đạt đến cực hạn. Mới chỉ có 10 giây kể từ khi bọc khí nuốt chuẩn xuất hiện, lúc này ngô minh nhìn quanh, gần như cả chục người đều bỏ chạy tứ tán. Tất cả những gì anh có thể thấy là một người lính đặc nhiệm không quá 4-5 mét, những người khác đều bỏ chạy mất dạng, kể cả lão hắc. Tuy nhiên, Ngô Minh đã để lại một tia ý thức trong lão hắc, anh có thể cảm nhận được vị trí của đối phương, nó chỉ còn cách hắn ta 34 mét. Và những tia lửa và bọc khí nuốt chững xuất hiện xung quanh đây cho thấy đây chắc chắn không phải là nơi để ở lâu dài. Ngay lập tức, Ngô Minh tóm lấy người lính đặc nhiệm đang bám theo mình, bày ra thực lực cường đại chạy ra ngoài được vài mét, những chiếc xe bên đường cũng bị hất tung lên dưới tác động của Ngô Minh, bọc khí nuốt chững phía sau hắn ta vang lên giống như đậu phộng trang. Lính đặc nhiệm được ngô minh sách như gà gáy lúc này đã sợ hãi ngu ngốc rồi, hắn đương nhiên biết nếu người bạn đồng hành đột ngột tăng kích thước và sức mạnh không tưởng mang theo thì hắn ta đã chết từ lâu rồi, hơn nữa là chết không toàn thây, đằng sau bọc khí nuốt chững xuất hiện, ô tô và công trình ven đường. Vô luận là gì chạm vào bọc khí đều bị nuốt chững, giống như vô số hàm răng sắc nhọn, cắn nát mọi thứ mà chúng gặp phải sau khi chạy được ít nhất một km, bọc khí nuốt chững phía sau ngừng đuổi theo hắn ta. Ngô Minh dừng lại quan sát thì thấy một tòa nhà bị nghiêng và sụp đổ, dường như đang bị bọc khí nuốt chưởng phá hủy tòa nhà. các bộ phận chịu lực của tòa nhà bị nuốt chứng khiến tòa nhà nghiêng ngã đổ sập, ngay cả xi măng thép cũng không thể chống đỡ dưới những đám bọt khí kinh khủng đó. đặc lính đặc nhiệm bị tê liệt trong tay xuống đất, Ngô Minh cũng khôi phục lại cơ bắp. lúc này một bóng người nhanh chóng chạy tới, động tác cũng không chậm chút nào. Nhìn kỹ thì là lão hắc, mà cơ thể Chu Khang Minh nó bám thân đã không còn nguyên vẹn, một cánh tay biến mất khỏi khuỷu tay, sau lưng có một lỗ hổng, máu me đầm đìa. Đây là do lão hắc, bằng không bản thân Chu Khang Minh không có khả năng chạy đến đây. Thật là kinh khủng, đó là cái quỷ gì vậy? Lão hắc kêu lên một tiếng dài, hiển nhiên vừa rồi đã đủ khiến nó sợ hãi. Còn Ngô Minh nhìn thi thể của lão hắc, nói thẳng, thân thể của Chu Khang Minh không dùng được nữa, mau đi ra. Lão Hắc đương nhiên biết điều đó, nhưng vừa rồi nó vội vàng nên đã quên mất, huống hồ hiện tại người hầu như đều chết hết, cũng không cần thiết phải diễn nữa. Liền thấy một làn sương đen từ trán của Chu Khang Minh nổi lên, sau đó Chu Khang Minh trợn mắt và ngã xuống đất chết tốt. Nhìn thấy Chu Khang Minh ngã xuống đất cùng quỷ ảnh xuất hiện, gã may mắn được Ngô Minh đưa tới đây chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hắn ta không ngốc, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, những người khác có lẽ đã bị bọc khí nuốt chửng giết chết cả rồi lúc này khi hắn ta nhìn thấy xác chết của chu khang minh rơi xuống đất và một bóng đen xuất hiện ngay lập tức nhận ra đây chính là quỷ vương mà mọi người bàn tán trong vùng an toàn lão Hắc liếc mắt nhìn lính đặc nhiệm một cái người sau lập tức bị dọa sợ biết sinh tử trong nháy mắt liền quỳ xuống nói với quỷ vương ta nguyện ý thề sống chết trung thành với quỷ vương còn vì sao quỷ vương lại xuất hiện từ cơ thể của chu khang minh hắn không biết cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết nếu muốn sống sót bây giờ thì nhất định phải tỏ thái độ. Thấy Ngô Minh không lên tiếng, lão Hắc Thờ ơ gật đầu, không để ý đến người đó nữa, thành thật mà nói, tuy thân thể lính đặc nhiệm này đã được cường hóa, nhưng vẫn kém quá xa, căn bản không thể giúp được gì, nhiều nhất cũng chỉ là làm một con pháo thí. Ngô Minh đương nhiên sẽ không giải thích cho đối phương xảy ra chuyện gì, vừa rồi hắn ta chỉ tiện tay mang theo đối phương nếu vì cứu người mà gặp nguy hiểm thì ngô minh sẽ không ngốc như vậy bây giờ những bọc khí nuốt chửng khủng bố kia không xuất hiện nữa nhưng ngô minh cũng sẽ không xem nhẹ mới vừa tiến vào sương mù có 10 phút mà đã gặp phải công kích đáng sợ như vậy rồi giờ chỉ còn lại ba người ai mà biết được còn có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo tiền bối nơi này không thích hợp ta cảm giác rất không ổn chúng ta trước tiên đi trở về đi vào lúc này lão hắc lên tiếng nói thật nó căn bản không muốn mạo hiểm chú nào nếu không phải Ngô Minh ép buộc thì nó thích trốn trong tiểu khu gian tân làm chúa Sơn Lâm, được người khác kính ngưỡng. Những ngày đó so với lúc này thoải mái hơn rất nhiều. Ngô Minh ngay từ đầu đã nhìn xuống thứ gì đó, khi anh nghe lão hắt lên tiếng, mới chậm rãi nói, ta sợ là không thể quay về. Ý ngài là gì? Lão hắt sững sờ, có chút bối rối, nhưng Ngô Minh đã nhặt được thứ gì đó từ dưới đất lên, nó là một tờ báo bị rách, mà mặt trên viết rõ ràng là báo chiều kinh thành. Ngô Minh biết Kinh Thành là thành phố cùng cấp với Vũ Thành, cách Vũ Thành 500 km, hiển nhiên sẽ không có báo từ thành phố khác ở Vũ Thành, điều này cho thấy một khả năng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nơi họ đang ở bây giờ là Kinh Thành, cách Vũ Thành 500 km. Nghe có vẻ khó tin, thậm chí là nói mơ giữa ban ngày, nhưng bằng chứng để chứng minh điều này không chỉ là một tờ báo. Nơi này theo lý mà nói hẳn là ngoại vi của Vũ Thành, không thể có nhà cao tầng, nhưng qua lớp sương mù vẫn có thể nhìn thấy một số cửa hàng kinh doanh dấu hiệu của một con phố nhộn nhịp, chưa kể đến còn có một bảng chỉ dẫn đường cách đó vài mét. Bên trên có viết rõ ràng dòng chữ Đường quảng trường kinh thành. Lão Hắc mặc dù là quỷ, lúc này nó cũng sợ đến mức không nói nên lời, ngay cả nó cũng không có khả năng chỉ trong 10 phút đồng hồ vượt qua 500 km có thể tới thành phố khác. Chưa kể vừa rồi họ không đi phương tiện giao thông gì mà chỉ dựa vào chạy trốn mà thôi. Lính đặc nhiệm được Ngô Minh giải cứu lúc này cũng phát hiện ra vấn đề, hắn ta nhìn quanh và nói, tôi có thể xác định. Đây là Kinh Thành. Tôi đã từng đến thành phố này trước đây. Lập tức chuyện này xem như có định luận. Chỉ là, chuyện này thật sự không thể nào tin được, ngay cả Ngô Minh lúc này cũng trầm mặt không nói, nghĩ tới mấu chốt trong đó. Nếu đây thực sự là Kinh Thành, vậy tại sao không giống như Vũ Thành có thể ngăn cách sương mù xâm lấn? Ngoài ra, theo lý mà nói kinh thành lẽ ra không bị ảnh hưởng bởi nguy cơ trùng nhân, vậy những người ở đây thì sao? Phải biết dân số ở đây không ít hơn Vũ Thành, nhưng vào lúc này có vẻ như nó hoàn toàn là một thành phố chết, cả thành phố bị sương mù dày đặc bao phủ. Vốn dĩ đi ra ngoài để tìm hiểu tình hình, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện khó tin như vậy, ngay cả Ngô Minh cũng phải cân nhắc thay đổi kế hoạch. Lời khuyên mà lão Hắc nói vừa rồi là đúng, nếu không biết gì về những làng sương mù quái lạ này, Tốt nhất là nên quay lại Vũ Thành. Nhưng giống như vừa rồi anh nói, tình huống hiện tại có lẽ không nhất định có thể quay trở lại. Ngô Minh đã gặp quá nhiều khó khăn và hiểm cảnh, tình huống vừa rồi anh có thể xác định mình chỉ chạy được quãng đường khoảng 1 km và chưa từng gặp phải bất cứ thứ gì như cánh cổng không gian, nhưng bọn họ đã vượt qua khoảng cách 500 km, nói chung, khả năng quay lại điểm xuất phát ban đầu là rất nhỏ. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất của họ lúc này dù sao thì vẫn còn cơ hội. Về phần đám bọc khí nuốt chững khủng bố kia là do xuất hiện quá đột ngột nên họ mới hoảng hốt, nếu có phòng bị trước, Ngô Minh tin rằng phản xạ và sức bùng nổ của mình có thể tránh được bọc khí nuốt chững. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau lính đặc nhiệm được Ngô Minh cứu, nhưng lính đặc nhiệm hoàn toàn không nhận ra. Chỉ có Ngô Minh và Lão Hắc để ý. Hai người lập tức phản ứng, Ngô Minh chỉ vào cái bóng với khẩu súng trong tay, trong khi lão hắc phóng ra một tia hắc khí để cuốn lấy đối phương và khống chế nó. nhưng cùng lúc đó bóng đen đột nhiên túng lấy lính đặc nhiệm nhanh chóng kéo về phía sau tốc độ lão hắc cũng không chậm trực tiếp phóng về phía trước cuốn lấy bóng đen có điều rất nhanh đã bị đối phương tránh thoát mang theo lính đặc nhiệm đang la hét thảm thiết chạy vào trong sương mù dày đặc ngô minh bắn một phát sau đó liếc nhìn quỷ thủ lão hắc đã thu hồi lúc này quỷ thủ của lão hắc đang nắm một cánh tay cục cánh tay của con người bị cục hơn nữa nó đã bị cường ngạnh xé ra, nhưng cánh tay cục này đã bắt đầu thối rửa. Nó bao phủ đầy chất nhầy ghê tởm và máu đã chuyển sang màu nâu tím và da đầy những vết rỗ nhỏ đã bị ăn mòn. Vừa nhìn, Ngô Minh nói với Lão Hắc, đuổi theo. Lão Hắc lập tức hóa thành một luồng gió đen lao về phía trước, Ngô Minh cũng theo sau, tuy rằng tốc độ đối phương cực nhanh, thế nhưng Lão Hắc và Ngô Minh cũng không phải người bình thường, cắt gao bám sát đối phương, trước mặt là lối vào hầm để xe của một tòa nhà, Tiếng hét của lính đặc nhiệm từ bên trong truyền đến, nhưng lại đột ngột dừng lại. Lão Hắc và Ngô Minh lao xuống không chút do dự, lão Hắc tuân theo mệnh lệnh của Ngô Minh, còn Ngô Minh thì muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở đây, cánh tay cục của con người rõ ràng đã chứng minh ở đây đã xảy ra quái sự, mà Ngô Minh bản thân cũng là một người tò mò. Huống hồ nói không chừng có thể tìm ra sự thật của những đám sương mù cổ quái này. Về phần nguy hiểm, Ngô Minh thật ra cũng không lo lắng anh và lão hắc đều là cao thủ hơn nữa mục tiêu đánh lén của đối phương chính là lính đặc nhiệm yếu nhất từ góc độ này thì biết thủ đoạn của đối phương cũng rất bình thường bằng không hắn ta sẽ không bị lão hắc tấn công xé đứt một cánh tay lan can lối vào bãi đậu xe ngầm đã bị gãy từ lâu dưới màn sương mù ánh sáng nơi đây càng thêm mờ mịt xộc vào mũi một mùi hôi thối ghê tởm giống như mùi cá chết đã mấy ngày ngô minh ngay lập tức nín thở lão hắc có một lợi thế bẩm sinh là nó không có khứu giác vì vậy nó hoàn toàn không quan tâm đến những mùi này vốn dĩ ngô minh cho rằng đối phương sẽ trốn ở bãi đậu xe ngầm cực lớn mình muốn tìm thấy đối phương cũng phải phí chút khí lực không nghĩ tới mới vừa đi xuống liền nhìn thấy phía trước đứng một bóng người bởi vì khoảng cách xa ngay cả thị lực của ngô minh cũng hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng đối phương nhưng có thể thấy được cánh tay đối phương đã mất tích rõ ràng chính là gã vừa rồi ngay sau đó đối phương hét to một tiếng liền nhào tới phía trước khoảng cách bị thu hẹp lại lúc này ngô minh mới nhìn rõ bộ dáng của tên này hoặc nhìn hắn ta có chút sững sờ từ cánh tay cục trước đây thì ngô minh đã suy đoán đó là một loại người bị dị hóa nào đó có điều hiện tại xem thì tình huống khác nhiều cơ thể quả thực là cơ thể người nhưng từ cổ trở lên thì nó không còn là đầu người nữa thay vào đó là một khối những thứ cực kỳ dị hợm và kinh tởm giống như bạch tuột đúng vậy nó giống như một con bạch tuột nếu nhìn kỹ có thể thấy nó là loại giống như bạch tuộc trực tiếp gắn vào đầu người, có thể nói là nó gắn chặt vào, điều này làm cho Ngô Minh có cảm giác giống như một loài ký sinh, chẳng qua loại bạch tuộc ký sinh này phương thức bất đồng mà thôi. Lúc này, lão Hắc Vương quỷ thủ ra, trực tiếp xé xác con người bị bạch tuộc khống chế thành hai mảnh, lúc này con bạch tuộc gắn trên đầu gã đột nhiên nhảy dựng lên, lao thẳng về phía đầu của Ngô Minh. Muốn chết. Ngô Minh trong nháy mắt có thể nhìn ra kế hoạch của đối phương, vậy mà lại muốn ký sinh lên mình, lập tức lật tay lấy ra con dao găm băng chém bạch tuộc làm hai mảnh. Có điều sau một khắc ngô minh hơi nhướng mày, anh nhăn mặt trực tiếp ném con dao găm băng trên tay xuống đất. Có thể thấy trên dao găm có rất nhiều chất nhầy màu nâu tím, trong nháy mắt liền dập tắt phù văn trên con dao găm băng, sau đó toàn bộ dao găm bị ăn mòn thành sắc vụn, đụng vào là có thể bẻ gãy. Nhìn thấy con bạch tuột bị đứt lìa vẫn chưa chết hẳn, mà là dựa vào xúc tu nhúc nhích một lần nữa thiếp hợp lại cùng nhau khả năng tái sinh Ngô Minh sửng sốt một chút, mà lão hắc giờ phút này quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này đường thoát thân của bọn họ bị bảy tám bóng người chặn lại. Trong nhà để xe dưới lòng đất càng ngày càng xuất hiện nhiều người giống như người bị bạch tuộc ký sinh trước đó. Đúng lúc này quái vật bạch tuộc bị Ngô Minh chặt đứt tái sinh cùng nhau nhảy lên đáp xuống đầu một người bên cạnh hắn ta. Một trận âm thanh kinh khủng truyền đến. Ngay sau đó đối phương đã hoàn toàn ký sinh xong xuôi khi đối phương đi tới thì có thể nhìn thấy cơ thể ký sinh của con bạch tuộc này chính là lính đặc nhiệm vừa bị bắt nhưng vào lúc này bạch tuộc kẹp chặt đầu đối phương không ngừng vặn vẹo dường như đã hoàn toàn khống chế được thân thể này khoảnh khắc tiếp theo lính đặc nhiệm bị bạch tuộc kỳ quái ký sinh lên tiếng nói không nghĩ tới bên trong vật chủng cấp thấp lại có những cường giả như vậy đã vậy ta càng muốn có được cơ thể mới này hơn nhìn thấy những con quái vật bạch tuộc xuất hiện xung quanh và lời nói ngạo mạng của đối phương Ngô Minh chỉ khịt mũi coi thường. Lời nói tương tự ở nguyên khí thế giới anh không chỉ nghe một lần, những kẻ tự cho mình là ưu việt sẽ luôn hạ thấp những giống loài khác để nâng cao bản thân, cuối cùng những kẻ nói ra lời này không phải đã ngã xuống trước mặt mình hay sao? Về phần những con quái vật bạch tuộc này, trên thực tế, chúng chỉ là tiêu chuẩn của sinh vật cấp 3, nhưng chúng có một số năng lực đặc biệt, bây giờ Ngô Minh cũng có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với chúng. Lúc này, lính đặc nhiệm bị bạch tuộc chiếm cứ thân thể đột nhiên lao tới tốc độ có thể sánh với báo ghe ba nhưng ngô minh lại di chuyển nhanh hơn vừa vung tay liền ném ra thứ gì đó đó là một lá bùa hiện tại ngô minh có thể là một lá bùa duy nhất có khả năng tấn công thiên sư phù dùng linh khí thúc đẩy thiên sư phù bay ra như một mũi tên đâm thẳng vào ngực của lính đặc nhiệm ngay sau đó lá bùa bùng nổ ra ánh sáng chói mắt ầm ầm nổ vang bùng Chấn động cực lớn và uy lực linh bạo đã thổi bay cơ thể của lính đặc nhiệm thành nhiều mảnh, trong đó có cả con bạch tuộc gắn liền trên đầu. Dù con quái vật bạch tuộc này có thể tái sinh thì dưới công kích của thiên sư phù cũng trực tiếp bị đập nát và biến thành một đống thịt thối, không còn khả năng tái sinh. Và tác dụng của thiên sư phù không chỉ có vậy. Sương mù lan tràn từ bãi đậu xe dưới lòng đất cũng bị thiên sư phù thổi bay, lộ ra một vùng chân không, ngay lập tức tầm mắt cốt hơn rất nhiều, có thể nhìn thấy ít nhất 30 người quái vật bạch tuộc tụ tập xung quanh. Uy lực thật khủng bố. Lão Hắc cũng phải giật mình khi nhìn thấy uy lực của Thiên Sư Phù, nó có cảm giác nếu như Ngô Minh ném Thiên Sư Phù vào mình thì nhất định sẽ khiến nó bị thương nặng, thậm chí khiến nó hồn phi phách tán. Ngay cả lớp sương mù khủng bố cũng không thể chống lại uy lực của Thiên Sư Phù, bị nổ tung một lỗ hổng lớn. Từ một điểm này có thể thấy được uy lực của Thiên Sư Phù. Khi những sinh vật bạch tuộc xung quanh nhìn thấy cái chết của đồng bạn, chúng lập tức phát ra những tiếng rít đáng sợ, điều khiển cơ thể do chúng ký sinh lao tới thật nhanh, tự hồ muốn đem Ngô Minh giết chết. Muốn chết? Ngô Minh đã sớm căm tức không thôi, mới có thể thấy rõ ràng trong số thi thể bị quái vật bạch tuộc khống chế thậm chí còn có một cô bé trong chỉ mới 3-4 tuổi, cô bé đang mặc một váy hoa, nhưng đầu của cô bé đang bị quái vật bạch tuộc ghê tẩm hấp thụ, ở lứa tuổi đáng lẽ ra là lúc hồn nhiên lãng mạn và dễ thương nhất nhưng cô bé lại bị lũ quái vật bạch tuộc này giết chết và chiếm lấy thân xác. Không biết vì sao, Ngô Minh nghĩ đến đứa con chưa sinh của mình trong nguyên khí thế giới, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên. Thậm chí sau khi nhìn thấy quá nhiều thứ xấu xí và độc ác, Ngô Minh một lần nữa bị những quái vật bạch tuộc này làm tức giận. "Lão Hắc, động thủ, một tên không lưu." Ngô Minh ra lệnh, lão Hắc lập tức duỗi ra quỷ trảo tấn công lũ quái vật bạch tuộc kia. Còn Ngô Minh thì sử dụng Thiên Sư Phù để giết địch nhân. Phải nói những con quái vật bạch tuộc này vẫn rất mạnh mẽ, sau khi bị lão hắc xé xác thì chúng vẫn có thể tái sinh. Trừ khi chúng bị Thiên Sư Phù phá hủy thì mới có thể thực sự tử vong. Hơn 30 con quái vật bạch tuộc, Ngô Minh phải mất 7 hoặc 8 tấm Thiên Sư Phù mới bị tiêu diệt hết được. Nhưng dù vậy vẫn có một con cá lọc lưới, sau khi thân thể ký sinh bị vỡ đã nhanh chóng leo ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất và tẩu thoát đuổi theo. Ngô Minh làm sao có thể để cho đối phương chạy trốn, anh đã nói sẽ không để cho tên nào sống sót, vậy thì không thể buông tha kẻ nào trốn thoát. Lão Hắc lập tức đuổi ra ngoài, Ngô Minh cũng theo sát, quái vật bạch tuộc lúc này có lẽ đã sợ chết khiếp nên chạy rất nhanh, dựa vào những xúc tu nhanh chóng di chuyển trên mặt đất. Nhưng cho dù nhanh cỡ nào cũng không nhanh bằng lão Hắc, vừa chạy chưa được 100 mét thì nó đã bị lão Hắc dùng quỷ trảo xé thành hai mảnh con bạch tuộc định tái sinh nhưng bị lão hắc chộp trong tay, vô pháp chạy thoát, Ngô Minh đứng sau nhìn nó, lão hắc tìm một cái lồng sắt từ cửa hàng thú cưng bên cạnh và nhốt con bạch tuộc vào trong đó. Sở dĩ Ngô Minh không giết quái vật bạch tuộc này là do hắn ta đột nhiên muốn biết thứ này từ đâu tới. Trong trận chiến vừa rồi anh không có chú ý tới, lúc này đột nhiên nhớ tới trong nguyên khí thế giới, chính mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật như vậy. Bây giờ đã biết con quái vật bạch tuộc này sợ linh khí, Ngô Minh đơn giản vẽ một trương tụ linh phù dáng lên con bạch tuộc. Con quái vật bạch tuộc muốn xông qua lồng sắt liền như gặp phải thiên địch, trực tiếp vẽ quải suy sụp. Nhưng lúc này Ngô Minh hỏi cái gì thì đối phương cũng không có lên tiếng, dứt khoát khóa khoá lại trước. Sự xuất hiện đột ngột của sinh vật cổ quái này khiến Ngô Minh biết chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra ở kinh thành này và mức độ kinh dị của nó có lẽ còn khủng khiếp hơn cả vũ thành. Hàng triệu công dân ở đây lo sợ rằng tình hình sẽ không khả quan. Khi Ngô Minh đang định quay lại với lão Hắc, không ngờ trước mặt lại xuất hiện một tia sáng. Bởi vì sương mù dày đặc nên ánh sáng nhìn rất mờ mịt, anh liếc nhìn lão Hắc thì quyết định đi lên xem xét. Nói thật, anh thật sự không muốn quay lại đối mặt với bọc khí nuốt chửng kinh khủng đó. Nếu có ánh sáng, có lẽ có những người sống sót, tìm thấy những người sống sót sẽ có thể hiểu những gì đã xảy ra ở đây. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Ngô Minh có cảm giác cho dù anh và lão Hắc quay lại con đường ban đầu cũng sẽ không thể trở lại Vũ Thành. Đi về phía trước khoảng 40-50 mét, Ngô Minh phát hiện ánh sáng cũng đang hướng về phía mình, giống như có người cầm đèn lồng bước đi, phi thường quỷ dị. Sau khi đến gần, Ngô Minh cũng cảm giác được có gì đó không ổn, hơi thở từ phía trước truyền đến và bóng đen được tạo ra trong sương mù dưới ánh đèn lồng, trông không giống một người chút nào. Ít nhất người ta không có loại cao gầy như vậy, ít nhất cũng hơn 3 mét, đội mũ quá dị, có thể nghe thấy tiếng va chạm của xích sắc, Tiền bối, thứ ở phía trước có vấn đề." Lão Hắc lúc này cũng nhận ra vấn đề, giọng nói lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi, hiển nhiên lão quỷ trăm năm này theo bản năng cũng sợ hãi cái thứ đang cầm đèn lồng trước mặt nó. Thành thật mà nói, Ngô Minh cũng biết thứ trước mặt không phải là người, hơn nữa tuyệt đối không dễ trêu, nhưng sự tò mò khiến hắn ta muốn tìm hiểu xem đó là chuyện gì. Dù sao cho tới bây giờ, Ngô Minh đối với sương mù này Cùng với vì sao từ vũ thành lại đột nhiên tới kinh thành cách đó 500 km và con quái vật bạch tuộc mới xuất hiện đều là những bí ẩn chưa được giải đáp. Có thể gia hỏa cầm lồng đèn phía trước có thể cung cấp một số thông tin hữu ích. Ngay khi Ngô Minh đang do dự không biết có nên tiến lên nhìn kỹ hơn không, đột nhiên anh như có cảm giác mà nhìn lại. Cùng lúc đó, ở một nơi cách Ngô Minh hơn 10m, phía sau một chiếc ô tô có một bóng người xuất hiện, nhưng lại nhỏ giọng hướng về phía Ngô Minh hô, này Ngươi không muốn sống sao? Mau tới đây. Là nhân loại. Ngô Minh trong lòng chấn động, vào lúc này, đèn lồng phía xa dường như đã phát hiện ra thứ gì đó, đang nhanh chóng hướng tới đây đi tới. Ngô Minh lập tức làm ra phán đoán, chạy về hướng có người phía sau xe, đồng thời dặn dò lão Hắc để nó đi theo mình, không được để người khác phát hiện. Bóng người đang nấp sau xe nhìn thấy Ngô Minh đi tới, liền nhìn đến Ngô Minh rõ ràng mặc trang phục binh sĩ sau đó không nói nhiều mà kéo ngô minh nấp vào sau xe thấp giọng nói lát nữa vật kia lại đây tuyệt đối đừng hô hấp nín thở sau đó không dám nói nữa bởi vì gã cầm đèn lồng trước mắt đã tới cách đó không đến 10 mét ngay lập tức một luồng khí tức cực kỳ âm lãnh từ hướng đó truyền đến ngô minh có thể cảm giác được thân thể của người bên cạnh đang run rẩy hiển nhiên rất sợ hãi nhưng lại không dám phát ra tiếng động vì sợ bị phát giác mặt khác Tuy Ngô Minh cảm thấy gã cả cầm đèn lồng khẳng định phi thường khó chơi, nhưng mình cũng chưa chắc sợ đối phương, không có nguyên khí thì mình còn có thân thể vô cùng mạnh mẽ, còn có phù triện, coi như đánh không lại thì Ngô Minh tin tưởng mình cũng có thể thông dong rời đi. Chỉ có điều như vậy thì người bên cạnh nhất định phải chết, Ngô Minh còn đang muốn từ trên người đối phương tìm hiểu tình hình cho nên phối hợp không nói lời nào liền trốn ở đây. Thứ cầm đèn lồng đứng ở đó mấy phút, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Ngô Minh cảm thấy những người bên cạnh đã đến điểm giới hạn, một người có thể nín thở bao lâu. 20 giây, 40 giây hay một phút, nhưng sẽ không bao giờ vượt quá một khoảng thời gian nhất định, nhưng lúc này đã gần một phút trôi qua, nếu cứ tiếp tục khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Khi đó, nhất định họ sẽ bị gia hỏa cầm lồng đèn phát hiện, bất đắc dĩ, Ngô Minh tâm niệm vừa động, kêu lão hắc dẫn dắt thứ đó đi. Lão hắc rõ ràng không quá tình nguyện, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn là thành thật làm theo, so với thứ cầm lồng đèn thì nó còn sợ ngô minh hơn. Lão Hắc cố ý phát ra mấy tiếng động, sau đó lập tức lơ lửng xa xa, thứ cầm đèn lồng lập tức chú ý tới, lập tức lắc mình đuổi tới, tốc độ dĩ nhiên là không chậm hơn lão Hắc bao nhiêu, trong nháy mắt đã chạy đi ra ngoài trăm mét. Hô! Người bên cạnh ngô minh lúc này mới hít sâu một hơi, vừa rồi dường như gần như nghẹn chết, thiếu một chút liền xong đời, đồ ngốc, nếu không phải ta cứu ngươi, ta cũng sẽ không mạo hiểm, ngươi theo ta lại đây." Người đó rõ ràng là đang nói chuyện với Ngô Minh, nhưng sau khi nói xong thì thật sự kéo Ngô Minh rời đi. Từ dáng người và giọng nói của đối phương, Ngô Minh đã có thể khẳng định đây là một phụ nữ, hơn nữa hẳn là một người tuổi còn trẻ, vóc người lại đẹp, bởi vì đối phương đeo một chiếc mặt nạ phòng độc lớn nên không thể nhìn rõ mặt. Để tìm hiểu tình hình của kinh thành Ngô Minh không chống cự mà để đối phương kéo đến một cái thùng cách đó vài con phố, sau đó cô khéo léo dùng móc sắt để mở nắp cống của một đường ống thoát nước trên mặt đất, rồi hướng về phía Ngô Minh kêu, nhảy xuống. Từ cửa cống bốc ra mùi hôi thối, nhưng Ngô Minh không chút do dự mà nhảy xuống, cô gái phía sau cũng nhảy xuống, rồi lại bịt miệng cống lại. Theo sát ta, sau khi cô gái xuống dưới, trên mắt đeo một thứ giống như kính bơi, Ngô Minh biết đó là một loại ống kính nhìn ban đêm, có thể nhìn rõ mọi vật trong môi trường tối, cũng bởi vì lúc này ánh sáng trong cống rất tối. Nhưng đối với Ngô Minh, cho dù không đeo kính nhìn ban đêm thì anh cũng có thể nhìn rõ mọi thứ ở đây. Cô gái cuối người, di chuyển rất nhanh, hiển nhiên rất quen thuộc với nơi này, Ngô Minh cũng theo sát. Sau 7-8 phút, hai người rẽ ít nhất 10 ngã rẽ, rồi đến một cánh cổng sắt. Cô gái gõ cửa, cửa sắt được hàng tạm thời, vô cùng kiên cố, cô gái gõ cửa và cửa sắt được mở ra từ bên trong. Một người thò đầu ra nhìn Ngô Minh lần nữa, nói, chỉ có một người. U, ta chỉ tìm được một người, những người khác thì không biết ở nơi nào. Được rồi, vào đi. Người kia ngay lập tức cho cô gái và Ngô Minh vào, tiếp tục đi về phía trước qua một đoạn, mắt Ngô Minh chợt sáng lên và anh đến một nơi khá rộng rãi. Có đèn điện, dây điện kéo khắp nơi và binh lính có súng canh gác. Sương mù bên ngoài rõ ràng không lọt được vào đây nên tầm nhìn rất tốt, có thể thấy ít nhất hàng trăm người ở đây, một số ngồi sổn trong góc, một số nghỉ ngơi và ngủ trên mặt đất, nhưng hầu như ai cũng có vẻ mặt sợ hãi, tuyệt vọng và mệt mỏi. Hiển nhiên nơi này là một chỗ tránh nạn, mọi người trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, hơn nữa nơi này cũng có thể có một ít nhân sĩ chuyên nghiệp, chẳng hạn như binh lính, nếu không những đèn điện và một số thiết bị liên lạc sẽ không thể thiết lập được cô gái mang theo ngô minh lúc này đã tháo kính nhìn ban đêm xuống rồi nói với một đội trưởng sĩ quan đại đội trưởng mạnh ta đã tìm thấy một binh lính cho anh nhưng ta chỉ tìm được một người ngô minh nghe nói như thế lập tức phản ứng lại thảo nào cô gái không hỏi mình cái gì mà là trực tiếp đưa tới đây hóa ra là hiểu lầm hiển nhiên mình mặc quần áo tiêu chuẩn cầm súng trường tiêu chuẩn tuy quần áo có chút rách nát nhưng thấy thế nào cũng đều là một tên binh lính nhận sai cũng là chuyện bình thường sĩ quan đội trưởng liếc nhìn ngô minh và không hỏi thêm câu nào bởi vì quần áo của ngô minh lúc này đã rách nát có những vết máu rõ ràng là bộ dáng sau khi trải qua chiến đấu nhanh đi nghỉ ngơi sống sót là tốt rồi sĩ quan đội trưởng quan tâm nói một câu mãi sau này ngô minh mới biết tại sao đối phương không kiểm tra danh tính của mình thực sự có quá ít người sống ở thành phố này trước bọn họ có bộ đội tiến vào kết quả là gặp phải trong sương mù dày đặc và gặp phải nhiều quái vật khác nhau bộ đội bị phân tán cuối cùng họ cũng tìm thấy nơi trú ẩn trong ống cống này rồi họ lại tìm kiếm những người lính thất lạc về cơ bản tất cả những người được tìm thấy đều là giống như ngô minh trước mắt hỏi quá nhiều cũng vô dụng chỉ cần là nhân loại vậy thì nhất định là người mình không sai bên kia một người trung niên mặc áo sơ mi tóc hoa râm đi tới cầm theo một tờ giấy nói tiểu tích quả nhiên để ngươi nói trúng rồi Chúng ta đã trốn ở chỗ này mấy ngày nay không có bị công kích, hẳn là ở nơi an toàn, nhận định của ngươi đúng rồi. Người trung niên này nhiều nhất hơn 40 tuổi, nhưng một đầu tóc ngắn đã có hơn phân nửa đều đã trắng, rõ ràng là do làm việc quá sức, lúc này hắn mới đi tới chỗ cô gái đưa Ngô Minh đến đây, vừa đi vừa hào hứng nói. Cô gái tháo mặt nạ phòng độc, kéo chiếc cổ áo nhô cao xuống, mái tóc suôn thẳng, lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế. "Chú hai, cháu chỉ suy diễn thôi." Nói trắng ra là có nhân tố ảo tưởng. Cô gái lúc này nói xong liền uống cạn cốc nước do một người đưa đến. Ai nói? Tại sao người khác lại không đoán ra được? Điền thị trưởng đã đồng ý dùng phương pháp của cháu để lập kế hoạch tác chiến mới. Nói cho chú biết, cháu đi ra ngoài đó làm gì? Vạn nhất có chuyện gì bất trắc thì làm sao chú có thể bàn giao với cha mẹ cháu? Người trung niên kia một mặt quan tâm, đương nhiên Ngô Minh sẽ không quan tâm đến người trung niên này có vẻ mặt gì bởi vì từ vừa mới cô gái kia tháo mặt nạ phòng độc xuống để lộ ra dung mạo Ngô Minh liền ngây người không thể không nói thế giới này quá nhỏ Ngô Minh không ngờ lại gặp được người quen thuộc trong nguyên khí thế giới cô gái này chính là Tích Hy Tích Hy một trong những người phụ nữ của Ngô Minh một người có cá tính mạnh mẽ dám yêu dám hận điềm tĩnh và có tầm nhìn đại cục Ngô Minh suýt chút nữa đã không kìm lòng được mà ôm chầm lấy cô thực sự là Ngô Minh rất nhớ các nàng mặc dù ngô minh biết thích khi này giống như thích đình mà anh gặp trước đây không phải là cô gái xinh đẹp mà anh quen nhưng điều này vẫn không thể khiến ngô minh kìm nén được nỗi nhớ nhung trong lòng bất quá sau khi trải qua tưởng niệm lúc trước ở vũ thành tâm trí của ngô minh lúc này đã cứng rắn hơn rất nhiều rất nhanh liền khôi phục như cũ sau đó cũng cầm lấy cốc nước uống một hơi đồng thời yên lặng quan sát tình hình nơi đây rõ ràng là tụ tập ở đây đủ loại người từ quần áo có thể nhìn ra rất nhiều nghề nghiệp bao gồm bộ đội, cảnh sát, bác sĩ, nhân viên văn phòng, thậm chí Ngô Minh còn nhìn thấy một vài phụ nữ gợi cảm đi giày cao gót. Rõ ràng thời điểm xảy ra thảm họa thì những người đã chạy trốn đến đây, so với những người bị bạch tuột ký sinh mà nói, bọn họ xem như là may mắn, bởi vì bọn họ còn sống sót. Ngô Minh đến cẩn thận và thấy số người ở đây chắc không đến 100 người, bao gồm 20 binh sĩ, 7 hoặc 8 cảnh sát và cảnh sát giao thông, còn lại là dân thường không có vũ khí nào trong tay, binh lính cầm súng trường tự động là trang bị mạnh nhất. Về phần thực lực của những người này, phải nói bọn họ cũng chỉ là người thường, chưa tính đến những thứ khác, nếu có 4 năm quái vật bạch tuộc tấn công ở đây là có thể chiếm được nơi này, thậm chí là giết chết tất cả mọi người. Nói một cách đơn giản, cả thực lực mạnh hay yếu ở đây đều rất kém. Ngô Minh rất kỳ quái, bọn họ làm sao sống sót. Ở kinh thành này so với Vũ Thành đáng sợ hơn rất nhiều, theo tình huống bình thường, chỉ cần hơi bất cẩn hoặc xui xẻo một chút, không tới 100 người này sẽ lập tức toàn quân bị diệt, tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Chuyển sự chú ý sang Tích Hy, những gì Đối Phương nói đến dường như đã đề cập đến khu vực an toàn và kế hoạch tác chiến. Những người này có thể sống sót đều có quan hệ đến điều này, nhưng Tích Hy và người trung niên đã đi vào ngã rẽ trước mặt, Ngô Minh không cách nào tiếp tục tra xét. Cũng may chuyện này không làm khó được Ngô Minh chỉ cần ý thức thể của ngô minh ra khỏi cơ thể là anh có thể giống như lão hắc đi lang thang khắp nơi hơn nữa là vô hình người khác căn bản không phát hiện được kể từ đó muốn thám thính đối phương nói chuyện cũng liền dễ như trở bàn tay nói làm liền làm ngô minh liền giả bộ nghỉ ngơi ngồi vào một chỗ nghỉ ngơi sau đó tách ra một phần thần thức hóa thành u linh trôi về phía trước thần thức còn lại cũng có thể đảm bảo ngô minh có thể đối phó với các trường hợp khẩn cấp chỉ là ngô minh không biết vào lúc thần thức của anh bay ra ngoài một giọng nói đột nhiên vang lên từ một chiến hạm cực lớn màu đen ẩn hiện trong sương mù dày đặc trên bầu trời kinh thành là khí tức hư linh thể tuy rất yếu nhưng lại có vẻ quen thuộc để ta nghĩ xem đúng rồi ta đã từng gặp phải hư linh thể này còn nhớ rõ đã đánh tan hắn nhưng tại sao hắn vẫn còn sống sót không cho phép tuyệt đối không cho phép trên đời này ta có thể chịu đựng hết thảy nhưng tuyệt đối không khoan dung có hư linh thể tồn tại hơn nữa có thể né qua sự công kích của ta mà tồn tại, chẳng lẽ là những tên kia? Hừ, dù vậy ta cũng phải giết. Thanh âm, giết, cuối cùng tràn đầy uy nghiêm sát khí, Linh Đô, đi giết tên đó cho ta, không? Bắt hắn cho ta, ta muốn xem hắn là loại hư linh thể nào, vậy mà lại có thể chịu được một lần công kích của ta mà không chết. Vừa dứt giọng nói, ngay sau đó, một bóng đen từ trong chiến hạm màu đen bay ra, nhanh chóng bay về phía kinh thành phía dưới và ngô minh người không biết gì về chuyện này đang nhất tâm nhị dụng một mặt trà xét tích khi đang nói chuyện với một vài người trông giống như quan chức mặt khác hắn ta đang nói chuyện với người phụ nữ vào lúc này người phụ nữ này bước đến không lâu sau khi ngô minh ngồi xuống cô ấy mặc một chiếc váy ngắn và đôi giày cao gót làm tôn lên đôi chân thon dài của cô ấy không thể không nói nữ nhân này rất có hương vị miễn là đàn ông là sẽ quan tâm đến cơ thể của cô ấy mà nữ nhân này dung mạo rất thanh tú dáng dấp rất đẹp muốn ngực có ngực vòng eo như rắn nước rất bắt mắt và mục đích cô ta đến với ngô minh thực ra rất đơn giản cô đói bụng bởi vì ngô minh mới từ bên ngoài về nên muốn hỏi ngô minh có đồ ăn không đương nhiên không phải không trả giá cô nói chỉ cần cho cô đủ ăn một bữa cơm no liền để ngô minh thoải mái một lần đây là những lời ban đầu của cô ấy và ngô minh ngay lập tức biết cái gọi là thoải mái là có ý gì anh lính em từng là người mẫu và biết cách phục vụ đàn ông tốt nhất anh đừng lo, chắc chắn là đáng đồng tiền. Trong khi Ngô Minh đang theo dõi tình hình của Tích Hy, một bên ứng phó với người phụ nữ vì miếng ăn mà bán đứng mình, nhưng cũng là một phụ nữ, cách sống của Tích Hy rõ ràng là thông minh hơn, điểm này Ngô Minh đã biết điều đó từ trước. Vào lúc này, trong phòng chỉ huy đơn sơ và hôi hám, Tích Hy đang kiểm tra bản đồ, đồng thời cô ấy đang dùng bút và thước vẽ thứ gì đó, ý thức thể Ngô Minh lơ lửng trên đầu cô ta thì thấy đó là bản đồ thành phố trên bản đồ thành phố tích khi vẽ rất nhiều ô vuông phần lớn ô vuông đều được cô dùng bút đánh dấu chữ thập đỏ chỉ có một số ô không có theo thông tin hiện tại chúng ta có được thì vị trí chữ thập đỏ là khu vực nguy hiểm không thể đến gần khu vực không có chữ thập đỏ tương đối an toàn nhưng theo thời gian những khu vực như vậy sẽ ngày càng ít đi theo điều này dựa trên thông tin chúng ta có được trong một khoảng thời gian và ước tính đường đi của người cầm đèn lồng chúng ta ở đây sẽ sớm không còn an toàn nữa như ta đã nói, trong phạm vi của người cầm đèn lồng và rìa khu vực nguy hiểm, hiện tại đó là khu vực an toàn nhất. Giờ đây tích khi phải đối mặt với những người đều lớn tuổi hơn cô, thậm chí hơn cô 20 và 30 tuổi, nhưng cô vẫn thông dong bình tĩnh, nói chuyện thoải mái và có vẻ vô cùng tự tin. Xung quanh cô là hai người mặc trang phục quân nhân, một sĩ quan cảnh sát, một số người ăn mặc như quan chức và chú hai của cô ấy đều gật đầu sau khi nghe phân tích của cô. Không hổ danh là một cô gái tài sắc vẹn toàn, trong thời gian ngắn có thể tìm được cơ hội sống. Nếu không có cô, chúng tôi cũng đã chết như bao người khác rồi. Người khen Tích Hy là một người đàn ông trung niên hơi mập, tướng mạo đường đường, vẻ mặt chính phái. Điền thị trưởng quá khen, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn khoảng 2 giờ an toàn, sau đó chúng ta phải dẫn mọi người di chuyển đến khu vực này. Mặc dù Tích Hy tuy ngoài miệng nói quá khen, nhưng cô ấy không có vẻ gì là xấu hổ. Đồng thời duỗi ngón tay trắng nõn và mềm mại của mình ra và chỉ vào một khu vực trên bản đồ. "Được, hết thảy đều nghe lời cô, Tô Tham Mưu, anh nghĩ thế nào?" Điền thị trưởng đang nghe chuyện trên TV audio CV hiển nhiên rất tin tưởng vào Tích Hy lúc này, không có cách nào, chính ông ta căn bản không nắm bắt được tình huống hiện tại, giống như ông ta nói, nếu như không có Tích Hy thì ông ta đã sớm chết, căn bản không thể sống đến hiện tại. Về phần Tô Tham Mưu bị thị trưởng Điền gọi đến, mặc dù có chút không tin tưởng, nhưng cũng gật đầu nói, vậy thì làm theo lời cô tích, tôi sẽ đi chuẩn bị thuyên chuyển. Nói xong, hắn ta bước ra ngoài. Hiển nhiên, Điền Thị Trưởng và Tô Tham Mưu là người đứng đầu đám người này, hơn nữa bọn họ cũng vô cùng kính trọng tích hy, cũng vì sự sống còn. Cô gái này hiển nhiên lúc này thông minh gấp ngàn lần so với người phụ nữ đang chào hàng thân thể của mình, cùng đều là phụ nữ, giữa cách sống và chỉ số thông minh sao lại có thể có sự khác biệt như vậy về cơ bản bên tích khi cũng không có gì mới vì vậy ngô minh đã chuyển sự chú ý trở lại người phụ nữ phía trước đã hạ thấp ngực lộ ra một bộ ngực tròn trịa phải nói là cô ấy khá hấp dẫn thật tiếc khi những người phụ nữ bên cạnh ngô minh từng từng người hơn xa cô ta chục con phố ngô minh sẽ không bụng đói ăn quàng đến mức này nhưng hắn ta vẫn lấy trong túi ra một ít bánh quy và ném cho người phụ nữ ngươi cũng không cần hầu hạ ta ta thích lắng nghe trải nghiệm của người khác Hãy kể cho ta nghe về những gì ngươi đã trải qua. Ngô Minh muốn biết những sự tình kinh thành đã xảy ra, từ trải nghiệm của một số người sẽ có thể nhận được một số thông tin hữu ích. Nữ nhân có lẽ cũng đói bụng, nghe nói Ngô Minh không cần ngủ với cô ta, chỉ muốn nghe trải nghiệm của mình liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng rõ ràng cô ấy không phải là một cô gái thông minh như Tích Hy, nếu là Tích Hy, cô ấy sẽ nghi ngờ và đoán mục đích của Ngô Minh, nhưng cô ấy không nghĩ đến điều đó cô ấy ngấu nghiến một vài chiếc bánh quy và bắt đầu kể. Người phụ nữ này tên là Tiểu Lệ, cô ấy là một vũ công hộp đêm, loại cô gái trẻ sẽ dẫn đầu việc khiêu vũ khi bầu không khí cao độ. Tất nhiên, cô ấy không cần bất kỳ kỹ năng chuyên nghiệp nào để làm điều này, nhiều nhất chỉ dựa vào cô ấy có gương mặt xinh đẹp và dáng chuẩn, còn trẻ. Thỉnh thoảng, Tiểu Lệ sẽ đánh lừa với một số nhị thế tổ để kiếm thêm tiền. Cũng giống như Vũ Thành, Kinh Thành lúc đầu cũng bị gián đoạn liên lạc, sau đó là cúp điện, nhưng không có trùng nhân. Mới 7 ngày trước, một màn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện bao phủ toàn bộ thành phố, rồi sau đó kéo theo nhiều con quái vật xuất hiện và con người gần như bất lực để chống trả, nhưng tiểu lệ may mắn gặp được một số cảnh sát khi trốn thoát, vì vậy được mang theo một đường tránh né, trước đó bọn họ đã thay đổi chỗ ở một lần. Đối với cái cống này, tiểu lệ hiển nhiên kín đáo chê hôi hám, nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm về những điều này, dù sao thì chỉ cần còn sống là tốt rồi ngô minh gật đầu và cơ bản hiểu được tình hình ở đây và sau đó tiểu lệ ăn một vài chiếc bánh quy cô ấy lại nhìn ngô minh và nói anh lính anh là người tốt nếu là người khác nhất định sẽ muốn ngủ với em nhưng sau này anh có cho thức ăn hay không thì vẫn đến với em nha ngô minh chỉ cười nhưng lúc này cô tham mưu đã ăn mặc chỉnh tề bước ra nói các binh sĩ đều tập trung ở đây những người khác cũng đồng thời lại đây vào lúc này, Ngô Minh trong bộ quân phục cũng đứng dậy đứng dậy, lúc này thị trưởng Điền và Tích Hy cũng đi ra, Tô Tham Mưu phụ trách chấn chỉnh hơn 20 binh sĩ, trong khi cấp dưới của thị trưởng Điền là 7-8 cảnh sát và công dân bình thường, hiển nhiên là muốn báo cho bọn họ cần lập tức rời đi. Không cần biết trước đây các ngươi thuộc quân đội nào, nhưng hiện tại chúng ta là một nhóm. Theo quân hàm, ta là thiếu tá, cao hơn quân hàm của các ngươi, cho nên ta hiện tại là chỉ huy của các ngươi. Là quân nhân, các ngươi phải chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện, sau khi nghiên cứu, chúng ta chuẩn bị lập tức rời đi, nhưng các ngươi rất can đảm, lập tức thu dọn thiết bị và đạn dược, trong vòng 5 phút báo cáo tình huống, chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Tô Tham Mưu ở phía trên phát biểu, mà một mặt khác, thị trưởng điền cũng đang động viên những công dân đó, thị trưởng điền hiển nhiên có uy tín rất cao so với người khác, lời nói của ông ta nhiều người nghe theo, cho nên ông ta có nhiều người nhất. So với những người lính những người dân bình thường đó rõ ràng là kém nhất trí hơn nhiều tuy thị trưởng điền đã nói qua nơi này không an toàn phải nhanh chóng rút đi nhưng vẫn có mấy người không tin không muốn rời đi dù sao nơi này tuy không ra sao nhưng nó tốt hơn nhiều so với bên ngoài ít nhất là nó an toàn đương nhiên cũng có một lượng lớn người không có ý kiến chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào thị trưởng điền người sau cũng là người quyết đoán ở thời điểm này ông sẽ không bỏ công sức và thời gian để thuyết phục người khác nếu như nguyện ý thì mang theo, còn không muốn thì cũng không có biện pháp. Bây giờ trong tình huống này, có thể tự lo cho mình là tốt rồi, thị trưởng điền có 7, 8 cảnh sát có súng, đều là đội ngũ nòng cốt của ông ta, có thêm nhiều người khác tự nhiên càng tốt, về sau vạn nhất gặp được cứu viện thì cũng coi như là công tích của ông ta. Bên kia, Tiểu Lệ và một vài cô gái trẻ rõ ràng đã lên kế hoạch đi theo, ý nghĩ của họ rất đơn giản, đi theo đám đông và theo quân đội là an toàn nhất. Tất nhiên có một số người không tin tà, có mười mấy người dự định lưu lại, dù có thuyết phục thế nào cũng không nghe, có điều chuyện như vậy lúc nào cũng có. Ngay lúc mọi người đang thu dọn đồ đặt chuẩn bị sơ tán, Ngô Minh đột nhiên cảm giác được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, gần như cùng lúc đó, một tiếng động lớn và rung động đột nhiên phát ra từ đỉnh cống, và tấm xi măng phía trên nứt ngay lập tức, rơi xuống rất nhiều bụi. Đương nhiên, mọi người lập tức hoảng sợ và la hét, tô tham mưu, thị trưởng điền, và Tích Hy cũng nhìn lên với vẻ mặt hoảng sợ. Chuyện, chuyện gì xảy ra, không phải nói vẫn còn hơn một giờ sau, sao lại thế này? Tô Tham Mưu mặc dù là một quan quân nhưng lá gan hắn rất nhỏ, lập tức thất thanh hỏi. Thị trưởng Điện hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên ông vẫn rất bình tĩnh, nhìn Tích Hy với vẻ mặt nghi vấn. Tôi không biết. Tóm lại, chúng ta đi nhanh thôi, không thích hợp ở đây lâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Tích Hy cũng tái mét, rõ ràng là có thứ gì đó trên đầu cô ấy đang phá nát muốn vào đây, nhưng mặc kệ là cái gì, nó hiển nhiên đối với họ không phải là một điều tốt. Tuy nhiên cô vừa nói xong thì trần nhà trên đầu bất ngờ vỡ tan, nhiều mảnh xi măng rơi xuống đập tan nát cả người chạy thoát thân thành thịt vụn, lần này thì có mười mấy người chết thảm, hiện trường một mảnh bụi bặm, xen lẫn với tiếng la hét, ánh đèn ban đầu lập tức bị dập tắt. Lúc này, tất cả mọi người đều bối rối. Tích Hy đã rất may mắn, không có viên đá nào rơi trúng vị trí lúc trước lúc này cô ngã nhào tựa vào góc tường rồi nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc và kính nhìn đêm hai thứ này là sản phẩm mới nhất do công ty của cha của cô phát triển là con gái duy nhất của một người đàn ông giàu có với một tập đoàn lớn tích khi mạnh hơn nhiều so với những cô gái và con trai nhà giàu khác cô ấy biết nhiều kiến thức và cũng học được các kỹ năng sinh tồn và chiến đấu cô ấy thậm chí đã vượt qua kiểm tra nhân viên tình báo bài kiểm tra bắn súng chuyên nghiệp đây cũng là lý do giúp cô có thể sống đến bây giờ. Vào lúc này, cô không hoảng sợ như những người khác, mà cô muốn tìm hiểu xem thứ gì đã đột phá trần nhà càng sớm càng tốt, nếu không phần lớn hành động của cô mà không biết đối phương, quá nữa sẽ sai lầm. Mặc dù tích khi cũng sợ hãi không kém nhưng cô vẫn làm theo suy nghĩ của mình, dưới cặp kính nhìn ban đêm, cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô không thể tin được. Một bóng người cao 5 mét, toàn thân lấp lánh ánh kim loại đứng cách cô hơn 10 mét, Xung quanh là những xác chết tan nát, hiển nhiên là bị đá tảng vừa rơi xuống đè chết người, thứ đột nhập từ trần nhà trông giống như một con robot. Điều khiến Tích Hy kinh hoàng hơn cả là, lúc này người lính đang đối mặt với con robot khủng bố lại chính là người lính mà cô ta mang về từ bên ngoài. Phản ứng đầu tiên của Tích Hy là đối phương điên rồi. Từ vẻ ngoài của robot thì biết nó chắc chắn không phải thứ mà con người có thể tạo ra. Không nói những cái khác, Ngọn lửa màu xanh kỳ lạ cháy ở một bên mắt của robot nằm ngoài khả năng nhận thức của con người. Ngọn lửa màu màu xanh lam đó bùng cháy trong hộp sọ rỗng của robot giống như ngọn lửa linh hồn trong truyền thuyết, nó treo lơ lửng trong đầu trống rỗng của robot. Không chỉ vậy, robot này hoàn toàn không có thiết bị điện, không có đầu nối, có vẻ như nó là một tổ hợp của vô số vòng sắt kim loại cỡ lòng bàn tay. Đây có phải là công nghệ khoa học kỹ thuật mà con người có thể làm chủ? Ít nhất tiếp khi, người đã nhìn thấy khả năng công nghệ cao nhất của con người không nghĩ như vậy trong trường hợp này làm sao người lính đó có thể dám chiến đấu chống lại một con quái vật như vậy ngay sau đó một cảnh tượng khiến tích khi càng không thể tin được đã xảy ra trong tích tắc robot và người lính đột nhiên biến mất gần như trong tích tắc trần nhà trên đầu cô ta như bị trúng một quả đạn pháo từ dưới lên trên nổ tung từ trong ra ngoài có cảm giác như ai đó lao ra với tốc độ cực nhanh tích khi nuốt nước bọt cô nhanh chóng leo từ một lối đi xuống đất lúc này cô không thể quan tâm đến người khác giống như ngô minh cô cũng là một người rất tò mò có lẽ vì vậy mà nguyên khí thế giới tích khi trở nên tò mò về ngô minh vì vậy cô ấy đã yêu ngô minh mà không do dự và ngay bây giờ điều tương tự cũng đang xảy ra trên đường phố bên ngoài ngô minh nhìn thiết bị nhân xa lạ đối diện với mình vẻ mặt cũng cực kỳ ngưng trọng thứ nhất là bởi vì đối phương cực kỳ cường đại thứ hai là bởi vì ngô minh đã từng nhìn thấy một thiết bị nhân như vậy mặc dù đối với ngô minh ký ức này đã lâu lắm rồi nhưng ngô minh vẫn có thể nhớ đến trong vùng loạn lưu hải của nguyên khí thế giới ngô minh đã từng đến con tàu khổng lồ bị chìm và nhìn thấy mảnh vỡ của thiết bị nhân như vậy tuy có đôi chút khác biệt nhưng ngô minh đều có thể nhận ra chúng là một phát hiện này khiến ngô minh bị chấn động chẳng lẽ thiết bị nhân trước mặt này có liên quan gì đến con tàu bị chìm khổng lồ mà anh từng thấy trước đây Lúc này, hồn hỏa màu xanh lam của thiết bị nhân kia nhảy lên một cái, người sau đột nhiên lao lên vương lòng bàn tay to lớn túng lấy ngô minh, nhưng anh không hề né tránh mà vung ra một cú đấm, thúc giục sức mạnh cơ thể cùng lúc đạt 190%. Trong phút chốc, uy lực từ cú đấm của ngô minh tăng lên gấp 10 lần, hình thể ngô minh vừa tăng vọt đã trực tiếp đấm thẳng vào thiết bị nhân. Hiển nhiên lần này Ngô Minh vận dụng quyền lực là trước nay chưa từng có, áp suất không khí cực lớn nổ tung trên nắm đấm của Ngô Minh. Lực lượng này thậm chí còn đánh trúng vài chiếc ô tô đang đậu bên đường và bay ra xa vài mét. Kính của những chiếc xe này trong nháy mắt vỡ vụn, mức độ phá hại này rõ ràng chỉ là bắt đầu. Khi nắm đấm của Ngô Minh và thiết bị nhân chạm vào nhau, nó đã phá hủy toàn bộ cánh tay của thiết bị nhân và thậm chí hơn một nửa cơ thể của hắn ta, tất cả tan vỡ ngay lập tức. Nói là đánh nát, chẳng bằng nói là đánh tan. Thiết bị nhân này được làm bằng những mảnh kim loại to bằng lòng bàn tay như vẫy cá, giống như một số khối xây dựng được ghép lại với nhau nên lúc này chỉ bị đánh tan mà thôi. Khí bạo sinh ra thậm chí phá hủy hoàn toàn những chiếc xe xung quanh trong phạm vi hàng chục mét, mặt đất trung chuyển thành những hố sâu, nhưng nó vẫn không thể phá hủy dù chỉ một vẻ nhỏ của thiết bị nhân. Nhưng một đạo bóng đen đột nhiên bay ra từ trong cơ thể thiết bị nhân tán loạn, sau đó tụ hình bên ngô minh, hóa ra là lão hắc. Tiền bối, cám ơn ngài, nếu không có ngài thì ta. Lão hắc đại nạn không chết, lúc này mới lắp Bắc kinh hải. Được rồi, lui ra. Ngô Minh ra lệnh, lão hắc lập tức lùi lại, cho dù Ngô Minh có bắt nó đấu với thiết bị nhân thì nó cũng không dám. Trước đó, nó tuân theo mệnh lệnh của Ngô Minh và dẫn gia hỏa cầm đèn lồng đi, nhưng sau khi quay lại, nó đã trốn bên trên cống rảnh chờ đợi lệnh tiếp theo của Ngô Minh. Nhưng lúc đó, thiết bị nhân đột nhiên từ trên trời rơi xuống giam cầm lão hắc trong người, Cơ thể cấu tạo bởi vảy kim loại có thể đóng lại và biến dạng tùy ý, giống như một cái lồng nhốt lão hắc, cho dù lão hắc là một lão quỷ trăm tuổi không thể đột phá thân thể của đối phương. Không chỉ vậy, những vảy kim loại kia còn có thể hấp thu sức mạnh của lão hắc. Nếu Ngô Minh không đấm vào người của thiết bị nhân, lão hắc sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán trong vài phút nữa. Không qua khi nói thiết bị nhân là một thiên địch của một linh thể quỷ hồn. Ngô Minh cũng vì lão hắc bị thiết bị nhân giam giữ nên biết trước đối phương sẽ đánh lén. Anh không biết gì về lai lịch của thiết bị nhân nên chỉ có thể đánh bại nó trước. Cũng may, Ngô Minh không chỉ là một ý thức thể cường hãn, Cơ thể của hắn ta cũng cực kỳ mạnh mẽ, trước mắt chỉ bằng vào sức mạnh của cơ thể cũng có thể đối phó với thiết bị nhân này. Nhưng tình hình thực sự không lạc quan, cú đấm vừa rồi Ngô Minh đã huy động 190% sức mạnh của cơ thể, mặc dù đã đập nát thiết bị nhân, nhưng dường như không giết được nó, bởi vì những vảy kim loại rải rác khắp mặt đất lúc này bắt đầu bay lên và tập hợp lại nhanh chóng. Chỉ xét riêng về sức chiến đấu, thiết bị nhân này nhất định có thể so với những cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp 6 trong nguyên khí thế giới. Nếu có nguyên khí hỗ trợ thì Ngô Minh có những thủ đoạn khác, tin tưởng có thể triệt để chế phục thiết bị nhân, nhưng bây giờ, đối mặt với thiết bị nhân gần như không thể giết này, Ngô Minh thật sự không có biện pháp nào tốt. Tích khi đang nấp sau một tòa nhà cách đó không xa, mở to mắt quan sát trận chiến ở đằng xa bằng kính nhìn ban đêm, lúc này trong lòng cô chấn động đơn giản là không gì sánh được. Này vẫn còn là người sao? Một quyền thế nhưng lại bằng vào lực lượng khí bạo đơn thuần liền đem mặt đất quanh ra một cái hố to, ngay cả những chiếc xe ở đằng xa cũng trực tiếp bị xé nát và biến thành đống sắt vụn, ngay cả siêu nhân cũng chẳng hơn gì. Ngay lập tức, hình bóng của Ngô Minh đã bám rễ sinh chồi vào trái tim của Tích Hy, Đồng thời càng trở nên thần bí, hiển nhiên cô đang nghĩ xem Ngô Minh là ai, tại sao hắn ta lại có sức mạnh và khả năng lớn như vậy, còn có thiết bị nhân kia có lai lịch gì, cô chưa từng nhìn thấy hay nghe nói về nó trước đây. Ít nhất là theo thông tin mà Tích Hy đang nắm giữ, không có manh mối của thiết bị nhân này, nó lại như là bỗng dưng nhô ra như thế. Nhưng vẫn có thể dễ dàng phân biệt được ai là thù và ai là bạn, vì vậy Tích Hy lập tức cổ vũ Ngô Minh một cách thầm lặng, và cô ấy đã đưa ra quyết định vào lúc này đó là đi theo ngô minh trong sự hỗn loạn vừa rồi những người khác đã chạy trốn tứ tán trước mắt căn bản không tìm được bọn họ nếu muốn sống sót trong tình huống tuyệt vọng này tích khi biết cô không thể làm điều đó một mình vì vậy ngô minh chắc chắn đã trở thành chỗ dựa lớn nhất cho cô ta tích khi ngay lập tức quan sát một cách cẩn thận thiết bị nhân lắp ráp lại có thể nói là vô sự hồn hỏa ở một mắt trên mặt hắn giờ phút này cũng càng ngày càng cuồng bạo khoảnh khắc tiếp theo nó một nhảy ra quyền hóa thành côn sắt đâm thẳng vào ngô minh Vảy kim loại trên cánh tay bắt đầu tổ hợp lại hóa thành một cây côn sắt thực sự trong nháy mắt đã ở trước mặt ngô minh lúc này ngô minh cũng không dám kinh thường Cường độ thân thể đối phương có thể chống lại mình kích hoạt 190% sức mạnh còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại thì chắc chắn nó cứng hơn kim loại thường vô số lần. Đương nhiên côn sắt làm bằng kim loại này không thể coi thường. Ngô Minh hét lớn một tiếng, né người sang một bên, đồng thời quán lực vào cánh tay trái, tung từ dưới lên trên đánh trúng côn sắt, đánh bay nó ra khỏi quỹ đạo ban đầu, đồng thời Ngô Minh cũng vung tay ném phù triện ra, tất cả thiên sư phù mà anh tạo ra đều dính vào thiết bị nhân. Sau đó Ngô Minh lăn tại chỗ, sau đó trốn ra ngoài hơn 10 mét. Bạo Một tiếng nổ lớn, toàn bộ thiên sư phù do Ngô Minh ném ra đồng thời nổ tung, ngay lập tức linh lực cùng bạo thổi bay sương mù trong phạm vi 2-300 mét, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng. Thiên sư phù nổ tung, không phải hỏa dược mà là linh bạo, uy lực của đòn tấn công này còn kinh khủng hơn. Theo ý kiến của Ngô Minh, nếu mang lực không thể gây tổn hại cho thiết bị nhân, vào lúc này mình không có thủ đoạn tấn công nào khác, nên phù truyện đã trở thành vũ khí duy nhất. Sợ hãi trước khả năng phòng thủ siêu việt của thiết bị nhân, Ngô Minh đơn giản ném ra tất cả các thiên sư phù mà hắn ta đã tạo ra trước đó, để lại tổng cộng 7 tấm. Quy lực linh bạo của bảy tấm thiên sư phù quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, kiến trúc trong phạm vi trăm mét trong nháy mắt đều bị đánh nát, mà tích hy núp ở phía xa hiển nhiên cũng chịu ảnh hưởng, có điều ngô minh đã sớm nhận ra cô ta ở phụ cận, vì vậy anh đã ra lệnh cho lão hắc phải bảo vệ cô trước đó. Bất kể nói thế nào, ngô minh không muốn tích hy bị thương, mặc dù cô ấy không phải là tích hy đến từ nguyên khí thế giới. Tích hy chỉ cảm thấy trước đó mình bị một lực rất lớn nâng lên, vốn cô nghĩ mình sẽ chết ngay lập tức thì cảm thấy mình bị một lực nâng lên, va chạm cùng bạo bên ngoài lại không gây hại gì cho cô. Nhìn lại lần nữa, cô thấy mình bị bao bọc trong một lớp xương đen, rõ ràng là màn xương đen đã bảo vệ cô khỏi cái chết. ầm 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 Ít nhất 4 tòa nhà cao hơn 5 tầng đã bị vỡ và đổ sập, do sương mù tạm thời bị thổi bay nên cảnh tượng này rất rõ ràng và thậm chí còn gây chấn động hơn, và tích khi chứng kiến tất cả những điều này đã sớm cả kinh nói không ra lời nhìn vào trung tâm của vụ nổ linh bạo, thiết bị nhân rõ ràng là không thể chịu được sức tấn công của bảy tấm thiên sư phù, vào lúc này nó đã hoàn toàn vỡ nát, một số vảy kim loại cũng bị hư hại. Ngay cả đầu của nó cũng bị xé nát, và hồn hỏa bên trong cũng bị thiên sư phù nổ tắt. Về phần ngô minh thì nằm liệt một bên, quần áo trên người đã rách nát không thể tả, không chỉ có vậy, cho dù có mở ra để nhất khí hải nhưng thúc giục một lúc bảy đạo thiên sư phù thì toàn bộ linh lực của Ngô Minh đều bị tiêu hao hết sau đó là sự suy yếu của ý thức thể và sự suy nhược của cơ thể, hiển nhiên cần phải cẩn thận khi sử dụng bùa chú, bằng không một khi linh khí hao tổn nghiêm trọng sẽ tạo thành tình huống như thế này. Nhưng cũng may đã xử lý được thiết bị nhân, Ngô Minh biết vẫy kim loại tạo nên thiết bị nhân là thứ tốt, nếu ở trong nguyên khí thế giới anh nhất định sẽ kích hoạt địa tinh tầm bảo càng sớm càng tốt, để cho loại chuyên thu thập các loại chiến lợi phẩm tự thu thập cho mình, thế nhưng hiện tại hiển nhiên không làm được. Lúc này, tích khi được lão hắc bảo vệ từ trong hắc vụ bước ra cô bước nhẹ và nhanh chóng chạy đến bên cạnh ngô minh anh không sao chứ tích khi nhìn ngô minh đang nằm dưới đất hỏi thấy ngô minh gật đầu sau đó cô ấy cởi ba lô sau lưng ra đổ một ít thức ăn và nước đặt xuống đất sau đó nhanh chóng thu thập các vảy kim loại hoàn chỉnh từng cái một nhìn thấy cảnh này ngô minh cũng sửng sốt nhưng nghĩ đến tính cách của tích khi anh liền biết tại sao cô lại làm như vậy hiển nhiên là thấy cô có hứng thú với mấy cái vẫy này nên đã tự thu lấy chiến lợi phẩm cho mình, không thể không nói cô nàng này quá cơ linh, hiểu điều gì quan trọng và điều gì không, nếu đổi lại là người khác. Sẽ không bao giờ vứt bỏ tất cả thức ăn và nước uống quan trọng mà chọn nhặt những chiếc vẫy này. Phải một lúc lâu sau lão hắc mới phản ứng lại được, vội vàng chạy đến giúp đỡ, ngô minh mỉm cười, lão hắc xem như khá là gian xảo, nhưng rõ ràng kỹ năng quan sát của nó vẫn kém hơn tích hy rất nhiều. Với sự giúp đỡ của lão hắc tất cả các vẫy được nhặt lên rất nhanh, sau khi nhìn thấy chỉ còn vẫy chưa hoàn chỉnh, tích hy cầm một chai nước, mở nắp và bước đến chỗ ngô minh, uống một chút đi. Ngô minh gật đầu, người sau mới lộ ra nụ cười trên mặt, đem chai nước đưa qua. Sau khi uống mấy ngụm nước, ngô minh đột nhiên nhìn lên bầu trời, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, lúc này, trên tầng sương mù trên bầu trời xuất hiện một bóng đen cực lớn. Mau đỡ ta trốn đi. Ngô Minh lập tức hét lên, lão Hắc ở đằng kia cũng đang nhìn lên trời, nhưng Tích Hy phản ứng nhanh nhất, lập tức đỡ Ngô Minh dậy lao tới một tòa nhà phía xa. Lão Hắc sau khi phản ứng lại, lập tức hóa thành một luồng gió đen, cuốn lấy Ngô Minh và Tích Hy bay ra ngoài mấy trăm mét, sau đó trốn vào trong một tòa cao ốc. Lão Hắc trốn đi. Ngô Minh ra lệnh, lão Hắc hóa thành một đám khói đen chui vào trong ba lô của Tích Hy. Lão Hắc hiển nhiên không ngốc, cho dù Ngô Minh không nói ra nó cũng có thể cảm giác được uy áp kinh người trên đầu. Bình thường mà nói, lão Hắc rất kiêu ngạo, hiếm khi gặp phải tồn tại có thể trấn áp nó. Đương nhiên Ngô Minh là một trong số đó, chống lại ý thức thể đáng sợ của Ngô Minh, lão Hắc không hề có một chút lực lượng chống đỡ. Nhưng vào lúc này, nó chỉ cần liếc nhìn bóng đen phía trên tầng sương mù, liền có cảm giác như một chiếc thuyền đơn độc đối mặt với bão biển, cảm giác bị nghiền nát thực sự đã làm cho lão Hắc khiếp sợ. Nếu không phải Ngô Minh đã lưu lại một đạo ý thức ở trong thân thể nó, có thể kiểm soát sinh tử của nó bất cứ lúc nào thì lão Hắc đã bỏ trốn. Nghe được Ngô Minh để nó trốn đi, nó lập tức chui vào trong ba lô của Tích Hy, bởi vì trước đó lão Hắc đã bị thiết bị nhân kinh khủng tóm được, biết vậy của thiết bị nhân có tác dụng trong việc ngăn cản linh thể đi qua rất mạnh, trốn bên trong, người ở bên ngoài không thể nhận thấy. Điều duy nhất không đặc biệt quan tâm ở đây là Tích Hy. Trước hết, tầm nhìn của cô ấy chỉ là của một người bình thường, cô ấy thực sự không nhìn thấy những gì trên đầu mình vừa rồi. Mà uy áp linh thể đối với một người bình thường như cô ta hiệu quả không lớn, nhưng thật ra cô còn thông minh lanh lợi hơn lão hắc, có thể thấy được nhất định phải có chuyện gì đó phi thường sắp tới, nếu không ngô minh cũng sẽ không ngưng trọng đến mức như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, ngô minh ném ra hai lá bùa ẩn thân dán lên người mình và tích hy, sau đó nhỏ giọng nói, cố gắng nín thở dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng phát ra tiếng động nhìn thân hình biến mất một cách thần kỳ mặc dù tích khi đã tiến vào trạng thái vô hình cũng vô cùng kinh ngạc lúc này cô cái gì cũng đều không có hỏi ngoan ngoãn ừ một tiếng ngô minh rất yên tâm với tích khi cô nhất định sẽ không ngu ngốc tiết lộ vị trí nhưng anh không biết chuyện này có thể tránh được tồn tại trên cao kia phát hiện hay không không nghi ngờ gì nữa thứ mà ngô minh nhìn thấy vừa rồi hẳn là chiến hạm màu đen mà hắn ta đã gặp phải trước đó ngô minh gần như chắc chắn thiết bị nhân lúc trước chính là từ chiến hạm màu đen hạ xuống hiện tại vẫn chưa rõ lai lịch của đối phương nhưng từ tình huống đối phương tấn công mình hai lần rõ ràng hắn là kẻ thù chứ không phải bằng hữu ngô minh rõ ràng biết điều tối kỵ khi đối phó với đối phương chính là không quen với tình hình của địch nhân hiện tại không nghi ngờ gì nữa anh đang ở trong tình thế bị động thực ra lúc này ngô minh chỉ có thể làm một việc đó là khôi phục linh khí càng sớm càng tốt lấy bất biến ứng vạn biến bởi vì ngô minh giấu thần thức trong cơ thể, bao gồm cả lão hắc, nó cũng trốn ở trong những vảy kim loại kia, cho nên thứ lơ lửng trên đầu hiển nhiên không tìm thấy. Ngay sau đó, bóng đen phía trên tầng sương mù bắt đầu hạ xuống, càng ngày càng gần mặt đất hơn, cuối cùng nó treo lơ lửng ở độ cao 200 mét. Khoảng cách này thực ra là khá gần mặt đất, dù có sương mù cũng có thể nhìn thấy bóng đen khổng lồ đáng sợ đó. Đây quả thực là chiến hạm màu đen mà Ngô Minh đã gặp phải. Chỉ tính riêng chiều dài đã hơn 1 km, đột nhiên có một tia sáng từ trên chiến hạm màu đen quét xuống, tuần tra phía dưới giống như đèn rọi, chẳng mấy chốc đã tìm được nơi mà lúc trước Ngô Minh và thiết bị nhân giao chiến. Có những mảnh đã bị phá hủy, có một cái hố lớn trên mặt đất và những chiếc xe xung quanh đã bị vỡ vụn, thậm chí một số tòa nhà đã sụp đổ. Ánh sáng đó quét qua đây, sau đó bắt đầu nhìn lướt qua xung quanh, trong sương mù, ánh sáng giống như cột sáng không ngừng tìm kiếm. Không tới 10 phút nữa nó sẽ quét qua tòa nhà nơi Ngô Minh đang ẩn nấp lúc này. Lúc này, Ngô Minh không còn cách nào khác, đành phải nín thở hết sức, hy vọng bùa ẩn thân có thể phát huy tác dụng, tia sáng không thể xuyên qua tòa nhà chiếu rọi lên người mình. Nhưng không như mong muốn. Thứ ánh sáng kinh khủng đó dường như xuyên qua mọi thứ, thậm chí cả những bức tường bê tông cũng có thể chiếu xuyên qua, nếu như Ngô Minh không có lá bùa ẩn thân hoặc giống như lão hắc chỉ có linh thể mà không có thân thể thì lần này 100% sẽ bị phát hiện. Sau khi tia sáng kia đảo qua thì không có dừng lại, tiếp tục quét sang các công trình khác. Không có phát hiện. Trái tim của Ngô Minh đập loạn xạ, đây rõ ràng là may mắn, anh cũng không dám lãng phí cơ hội nữa, tiếp tục khôi phục thực lực, chỉ có thể khôi phục thực lực đến đỉnh phong mới có lực lượng đối phó với sự tình phát sinh ngoài ý muốn. Còn cô gái tích khi này thật là thông minh, khi tia sáng quét qua thì cô ấy không nhúc nhích, cố gắng nín thở kiên trì gần một phút, đối với một cô gái mà nói đúng là không dễ. Ánh sáng quét qua khu vực xung quanh mấy km cũng không thấy gì, ngay khi Ngô Minh muốn đối phương rời đi càng sớm càng tốt thì hàng chục bóng người từ trên chiến hạm màu đen rơi xuống. Vừa nhìn Ngô Minh liền sững sờ, đó là hàng chục thiết bị nhân giống như trước đây. Ngô Minh lập tức trong lòng chào hỏi tổ tiên 18 đời của chiến hạm màu đen, thế mà lại hố người như vậy. Lúc trước đối phó với một thiết bị nhân thì Ngô Minh đã tiêu hao 7-8 tấm thiên sư phù và anh cũng đã tiêu hao hết sức lực của mình. Có thể tưởng tượng được nếu như thực sự bị mấy chục thiết bị nhân này bao vây thì sẽ có hậu quả gì. Đồng thời, Ngô Minh cũng kinh ngạc trước sức chiến đấu kinh khủng của chiến hạm màu đen này, mỗi thiết bị nhân tương đương với sinh vật cấp 6, e rằng ngay cả những thế lực hàng đầu trong nguyên khí thế giới, chẳng hạn như cự nhân nhất tộc, chẳng hạn như hoàng kim nhất tộc đều không có xuất thân giàu có như vậy. Và Ngô Minh biết trên chiến hạm màu đen có một ý thức thể mạnh hơn, hơn nữa ý thức thể này còn mạnh hơn cả Tinh Hà và Bát Tý cự nhân. Nếu phải phân cấp cho đối phương, Ngô Minh cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì anh sợ rằng chỉ có sinh vật cấp 9 mới có loại thực lực này. Sinh vật cấp 9, đó là tồn tại gì? Ngay cả trong lịch sử nguyên khí thế giới cũng chưa từng ghi nhận, cấp 8 đỉnh phong đã là đỉnh thiên, cho nên Ngô Minh cho dù có nguyên khí, dùng hết thẻ bài sở hữu thực lực của anh cũng chỉ là đỉnh cấp 7, còn chưa tới gần cấp 8, càng không cần phải nói đối mặt với sinh vật cấp 9. Lần trước cũng chính nhờ sách phù truyện bản thiếu thần bí bảo vệ mà Ngô Minh thoát khỏi tai ương, có điều lần này sách phù truyện bản thiếu không có bất kỳ phản ứng nào, cho nên Ngô Minh không thể đặt sự an toàn của bản thân lên cuốn sách đó. Vì vậy anh đã lên sẵn kế hoạch, nếu như có thể tránh thoát đối phương tìm tòi đó là tốt nhất, bằng không thì phải chạy trốn ngay lập tức. Mà muốn chạy trốn cần thiết phải có cũng đủ thể lực, ước tính sức mạnh cơ bắp phải duy trì ở mức hơn 190% trong thời gian dài. Vì vậy Ngô Minh không còn nghĩ ngợi gì nữa, mà là khôi phục thực lực. Bên ngoài, những thiết bị nhân rơi xuống từ chiến hạm màu đen bắt đầu rải rác tìm kiếm, có thể nói là trải thảm cũng không ngoa, kết quả là vẫn chưa tìm thấy Ngô Minh, ngược lại là tìm được một ít sinh vật khác. Ví dụ như loại quái vật bạch tuộc mà Ngô Minh gặp phải trước đây, thiết bị nhân dường như đã tìm ra và đánh bại một hang ổ của chúng kết quả từ bên trong chạy ra gần trăm quái vật bạch tuột bám thân kết quả không nói hai lời trực tiếp đấu võ ngoài việc có khả năng tái sinh những con bạch tuột đó thực sự quá yếu để có thể trở thành đối thủ của thiết bị nhân trên thực tế cũng vậy ba hoặc bốn thiết bị nhân đã nhanh chóng tiêu diệt những con quái vật bạch tuột đó ngoài quái vật bạch tuột ra còn có một số quái vật khác cũng bị thiết bị nhân kéo ra điều này làm cho ngô minh hiểu ra một điều kẻ địch đang muốn tìm anh nhưng lại không biết hình dạng của hắn ta cho nên thà giết nhầm một nghìn người cũng không muốn bỏ sót một người nào không chỉ có như vậy mới vài phút trước màn sáng kỳ lạ từ trên chiến hạm màu đen rơi xuống hoàn toàn bao phủ khu vực này giống như được đậy bằng nắp nồi ước chừng là một loại lồng nào đó có thể chặn sinh vật bên trong thoát hiểm cách đó vài trăm mét một vài thiết bị nhân đang vây bắt một con rết khổng lồ vừa được kéo ra khỏi mặt đất tất nhiên đó không phải là một con rết, nhưng nó trông rất giống. Nó dài hơn 50 mét, thân thể đầy móng vuốt như lưỡi kiếm, sức mạnh không gì sánh được, nhưng dưới sự bao vây của thiết bị nhân thì nó cũng liên tục bại lui. Lúc này, Tích Hy đang ở bên cạnh lặng lẽ tiến đến bên cạnh Ngô Minh, nói nhỏ, nếu anh muốn chạy trốn, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Ngô Minh sững sờ, sau đó anh hiểu được suy nghĩ của Tích Hy. Dựa theo tình hình này, Chiến hạm màu đen rõ ràng là sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu, tất cả sinh vật ẩn nấp trong khu vực này sẽ lần lượt bị lôi ra ngoài, vì vậy cố gắng trốn cũng vô nghĩa, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Muốn chạy trốn thì phải nắm chắc thời cơ, hiện tại các sinh vật ẩn nấp đã bị thiết bị nhân lôi ra, bên ngoài hỗn loạn hiển nhiên lúc này là thời điểm tốt nhất. Mặc dù sức lực của Ngô Minh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nhưng không thể không nói lời nhắc nhở của Tích Hy là rất kịp thời. Ngô Minh lập tức đưa ra quyết định, trong nháy mắt kích hoạt cơ thể lên 199%, đây là thôi hóa mạnh nhất mà Ngô Minh có thể làm được từ trước đến nay. Lúc này thân thể của Ngô Minh đã vọt tới chiều cao gần 3 mét, cơ bắp toàn thân được tăng cường đến cực điểm. Phương pháp này do Ngô Minh phát minh có thể thúc đẩy cơ thể đạt được sức mạnh và tốc độ cực lớn trong một khoảng thời gian ngắn, rõ ràng là rất hiệu quả. Lúc này, Ngô Minh một tay bế tích khi định lao xuống tòa nhà, nhưng tích khi đã chỉ về một hướng và nói, lao ra hướng đó. Ngô Minh không hỏi tại sao, vì anh biết cô gái tích khi muốn nói về khả năng quan sát và phân tích, cô ấy chắc chắn là mạnh hơn mình, vì để bản thân đột phá theo hướng đó, cô ấy phải có lý do của mình. Vì vậy, Ngô Minh không nói gì, nhảy ra khỏi tòa nhà và bỏ chạy. Hầu như trong nháy mắt Ngô Minh lao nhanh ra thì đã bị mấy thiết bị nhân nhìn chầm chầm, bọn chúng đuổi theo như bóng ma, nhưng Ngô Minh lúc này đã nhanh hơn, mỗi một bước đều có thể vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, trên mặt đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, ngay cả trên đường cứng cũng bị Ngô Minh dẫm nát thành từng mảnh. Trong nháy mắt, Ngô Minh vọt tới lòng ánh sáng phía trước, phải đến lúc này Ngô Minh mới bị chiến hạm màu đen chú ý tới, lúc này Ngô Minh đã dùng hết sức mà đấm mạnh vào lòng ánh sáng. Không thể không nói, nhờ lời nhắc nhở của Tích Hy nên lựa chọn của Ngô Minh rất chính xác, nếu không Ngô Minh sẽ không thể đưa ra quyết định như vậy, nếu không có quái vật hấp dẫn lực chú ý thì hắn ta tùy tiện đi ra chắc chắn bị bắt ngay từ đầu dù sao sở dĩ chiến hạm màu đen xuất hiện ở đây hiển nhiên là bởi vì ngô minh có thể thấy được từ thiết bị nhân lúc trước nhưng tồn tại của chiến hạm màu đen không biết dáng vẻ của hắn ta cho nên mới phóng ra rất nhiều thiết bị nhân tìm kiếm như vậy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha